Thanh, dù thiếu đừng hoảng hốt, chúng ta tới cứu ngươi, giết. Du Hồng cùng còn lại mấy người đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, thần thức đột nhiên hướng bên kia quét tới, quả nhiên dò xét đến phía tây một đám đại quân trùng trùng điệp điệp bay tới. Du Hồng lập tức dùng thiên lực quán chú giống to, giang giật, còn không khống chế kiếm sát tộc dừng tay rõ ràng đế thiên công tử, thù đao công tử bọn hắn đều tới. Ngươi chẳng lẽ dám ở trước mắt bao người mưu hại thiếu gia nhà ta hay là ngươi dám tập sát sở hữu công tử chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ địa giới là địch sao ngươi xác định địa sát phương thật có thể giữ được ngươi đến lúc đó vạn giới liên quân xuất động, địa sát giới đều muốn san bằng. Du Hồng nói chuyện rất có kỹ xảo, một là hù dọa giang giật, hai là cho những công tử kia bọn họ động viên, ba là đem bọn công tử đều kéo vào đây. Giang giật thật nếu dám đem kia hai vạn người cho đồ, kia địa giới tuyệt đối sẽ bạo động, vô số đại gia tộc liên quân sẽ đem địa sát giới cho bình nơi xa trong đại quân tao nhã nho nhã bạch đế thiên quát lớn giang giật dừng tay còn kịp như giết du thiếu thiên địa không dung ngươi đúng rồi thù đao u lãnh quát khẽ giang giật lập tức thu tay lại việc này còn có đường lùi không phải địa sát vương đô không gánh nổi ngươi giang giật vô số công tử quát lớn du hồng đám người đưa tin nói cho bọn hắn giang giật dùng yêu pháp khống chế thiếu đi kiếm sát tộc chính vây giết bọn hắn để bọn hắn dẫn người đến nghĩ cách cứu viện lúc đầu rất nhiều công tử cũng không dám tới dù sao du thiên nghịch cùng y vu bọn người không phải gian giật đối thủ bọn hắn đi qua không phải không công chịu chết sao cuối cùng bạch đế thiên cùng thù đao cổ động đại gia nhiều như vậy danh môn công tử tại cái này cái này hai vạn trong đại quân ít nhất có trên trăm cái đại gia tộc công tử bạch đế thiên cùng thù đao còn tựu không tin tưởng gian giật thật dám động thủ lại nói tất cả mọi người mang theo các gia tộc cường giả ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu ngậm miệng tại mọi người một vòng huyên náo về sau gian giật thanh âm lạnh lùng vang lên trên không trung vô số người theo thanh âm hướng một cái phương hướng quét tới, lại phát hiện thanh âm kia là theo mấy chục vạn kiếm sát tộc bên trong phát ra, giang giật hẳn là lặn thân ở kiếm sát tộc bên trong. Rất nhiều cường giả vốn định trước tiên khóa chặt giang giật, tiếp theo đánh giết, giờ phút này cũng không dám làm loạn. Đây là ta cùng du thiên nghịch ân oán cá nhân, giang giật thanh âm lạnh lùng tiếp tục truyền đến, toàn bộ lăn đi, việc này các người dám lẫn vào, ai dám đi nghĩ cách cứu viện du thiên nghịch, đừng trách ta giang giật tâm ngoan. Giang giật thanh âm lạnh lẽo thấu xương, để rất nhiều người nội tâm đều run lên. Tại Giang Giật sau khi nói xong, bên kia kiếm sát tộc phân ra 10 vạn hướng hai vạn đại quân bay đi, cuối cùng tại kia hai vạn người phía trước vạn trượng đứng thẳng, lăng lệ sát khí khóa chặt hai vị đại quân, lúc nào cũng có thể bộc phát lôi đình một kích. Tt rất nhiều người vốn đang không tin tưởng Giang Giật có thể khống chế kiếm sát tộc, giờ phút này đều tin. Một số người cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, mặc kệ Giang Giật có được cái gì yêu pháp, chỉ ít giờ phút này hắn liền là đại gia, hắn có thể chúa tể mọi người sinh tử. Hai vạn người, diệt ma chiến thần võ giả vượt qua một ngàn, phong hào chiến thần cũng không phải số ít, cái này chiến lực là phi thường khả quan. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng, cùng kiếm sát tộc đại quân đối đầu, cái này hai vạn người đồng dạng có thể toàn quân bị diệt. Rất nhiều công tử trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bất quá cầm đầu bạch đế thiên cùng thù đao không có lui, bọn hắn cũng không dám lập tức đào tẩu, nếu không sẽ bị người cười nhạo, về sau tại đáng ma quân doanh còn thế nào ngẩng đầu bạch đế thiên cùng thù đao nội tâm cũng có chút phát sợ bọn hắn rất nhiều hộ vệ đều truyền âm để cho hai người lui nhưng hai người vẫn là không nắm được chú ý bọn hắn thật vất vả cùng du thiên nghịch thành lập tốt đẹp giao tình bằng vào du thiên nghịch có thể nhanh chóng thu hoạch được chiến công có thể tại đáng ma quân trong doanh bình bộ thanh vân như du thiên nghịch chết rồi vậy bọn hắn đoán chừng cũng tại đáng ma quân doanh không ở nổi nữa trọng yếu nhất chính là bọn hắn nuốt không trôi một hơi này như bị giang giật một câu dọa chạy về sau truyền đi hai người thanh danh tựu quét sân, trong hai người tâm cũng sẽ có tâm ma, có lẽ đời này thực lực cũng không còn cách nào có tiến thêm. Giang giật là cái gì? Một cái hạ giới phi thăng giả, một cái đi vận, dựa vào địa sát quân chủ thưởng thức thượng vị tiểu nhân vật. Bọn hắn lại là thiên tri kiêu tử, là cao cao tại thượng bản thổ thần tộc, là địa giới siêu cấp gia tộc công tử. Ti tiện phi thăng giả, lúc nào năng lực áp bản thổ thần tộc. Trong khung kiêu ngạo, để bạch đế thiên cùng thù đao không có lui, Bạch Đế Thiên cắn răng nói ra, giang giật, người đây là muốn cùng chúng ta địa giới sở hữu gia tộc khai chiến sao ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, người dám đụng đến chúng ta kia vạn giới cũng sẽ không tha cho ngươi, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Thù đao lãnh giọng nói tiếp, để hắn giết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn lá gan lớn bao nhiêu có loại đem chúng ta toàn bộ giết. Ta đếm ba tiếng, không lặn đi, tự toàn bộ lưu tại nơi này đi. Giang giật bá đạo thanh âm vang lên, cắt ngang thù đao, mà lại một khắc đều không có dừng lại, quát lạnh quát lớn nói, ba. Xoạt, hai vạn đại quân một mảnh xôn xao, rất nhiều người rối loạn lên, càng nhiều người chửi ầm lên, nói giang giật là thằng điên, đã nhập ma, là minh giới cho săn. Hai, huyên náo đại quân hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều mắt người mắt lấp lóe, thoái ý hết sức rõ ràng, một chút đại gia tộc hộ vệ đã chuẩn bị mang theo nhà bọn hắn công tử chạy trốn. Thiếu chủ, thật muốn giết sao trong này thế nhưng là có trên trăm cái siêu cấp gia tộc công tử. Độc Linh nuốt nước, nước miếng một cái, hắn cảm giác người thiếu chủ này so với hắn còn muốn điên hắn năm đó vẻn vẹn đồ một cái thành nhỏ giang giật lại muốn đồ trên trăm cái đại gia tộc công tử một giang giật không để ý đến độc linh cuối cùng bạo giống một tiếng thanh âm rơi xuống kia mười vạn kiếm sát tộc cùng nhau không người một trăm vạn căn cốt đâm bắn tới động tác vô cùng chỉnh tề tinh tế đầy trời cốt thứ như băng tiễn mang theo lăng liệt sát khí đem hai vạn đại quân đều bao phủ đi vào trốn vô số bạo tiếng giống vang lên rất nhiều đại gia tộc hộ vệ đều giống giận, nhao nhao mang theo bản thân công tử thoát đi. Giang giật không phải dọa người, mà là động thủ thật, nơi xa có mấy chục vạn kiếm sát tộc đã hướng bên này vào tới, còn không trốn một khi bị vây lại, tất cả mọi người chạy không được. Bạch đế thiên cùng thù đao cũng chạy trốn, hai người bị bản thân cường giả hộ vệ mang theo, thù đao xem đến phần sau đại quân có vô số người bị cốt thứ xuyên thủng, hai vạn đại quân chỉ là một cái chớp mắt chỉ còn lại không đến một vạn năm, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn hoảng sợ thì thào không ngừng, tên điên, đây là một người điên. chương 1518, mẹ ngươi chứ, Giang giật không điên, hắn cũng không có ý định giết những công tử này bọn họ, đương nhiên. Nếu bọn họ muốn mạnh mẽ giải cứu du thiên nghịch, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Hắn khống chế kiếm sát tộc công kích một vòng, những cái kia cốt thứ cũng bay trở về. Một vòng công kích tự chém giết 5.000 cấp thấp quân sĩ, kiếm sát tộc công kích quá hung tàn. Đây là giang giật vẻn vẹn phái 10 vạn kiếm sát tộc công kích, nếu là làm mấy chục vạn cùng một chỗ công kích sợ là ngoại trừ diệt ma chiến thần cường giả còn lại phổ thông quân sĩ đều muốn bị chém giết phanh 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 bị đánh giết quân sĩ thi thể từng cái đập xuống phía dưới dãy núi bên trong những người còn lại thì hoảng sợ hướng nơi xa bay đi những công tử kia bọn họ đều chạy nhanh ngược lại là một cái không chết bọn hắn bay khỏi mười dặm xác định kiếm sát tộc không có tiếp tục đuổi giết lúc này mới nhao nhao hội tụ vào một chỗ giang giật người chơi lớn rồi lần này người thật chơi lớn rồi chúng ta bạch ra cùng ngươi không để yên bạch đế thiên vọng lấy những cái kia chết thảm quân sĩ cũng không còn cách nào giữ lại nho nhã phong độ mặt mũi tràn đầy âm trầm giống giận cái này hai vạn người bên trong bọn hắn bạch hà giới cùng thù đao giới kia quân sĩ tự chiếm hơn phân nửa bọn hắn tổ kiến cái này quân đội là nghĩ bồi dưỡng lưỡng giới cường giả là về sau thượng vị bồi dưỡng thành viên tổ chức kia chết đi hơn năm người bên trong gần như đều là hai người bọn họ giới võ giả a à. ngậm miệng giang giật u lãnh thanh âm vang lên toàn bộ lăn đi mười hơi thời gian bên trong còn ở lại chỗ này phạm vi ngàn dặm giết chết bất luận tội hiu 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 vô số thần vương cảnh quân sĩ lập tức điên cuồng đào tẩu giang giật cái này giết người đại ma đầu tuyệt đối sẽ nói được thì làm được hắn đã giết năm ngàn người tuyệt không để ý đem còn lại một vạn năm toàn bộ lưu lại bạch đế thiên cùng thù đao vừa định nói cái gì lại bị các gia tộc cường giả hộ vệ cưỡng ép mang rời khỏi bên kia du hồng bọn người triệt để tuyệt vọng giang giật cái này nhân tâm quá độc ác không chém giết du thiên nghịch xem ra là tuyệt đối không bỏ qua hắn chỉ có đem ánh mắt bỏ ra phía nam hy vọng kỳ tích xuất hiện kỳ tích bắt nguồn từ du thiên vương du thiên nghịch bóp nát du ra ban cho một khối bảo mệnh ngọc phù ngọc phù vừa vỡ du gia liền sẽ biết được rất có thể du thiên vương sẽ ra tay nghĩ cách cứu viện nhưng thời gian đã qua đã lâu như vậy du thiên vương nhưng không có xuất hiện du hồng nội tâm đã trầm lạc đáy cốc thời gian dài như vậy không đến chỉ có hai cái có thể hoặc là Du Thiên Vương ra ngoài tiêu diệt toàn bộ cường đại minh tộc, hoặc là Du Thiên Vương được biết chuyện đã xảy ra về sau, không rảnh để ý. Kế hoạch lần này, Du Thiên Vương cũng không biết rõ. Bởi vì Du Thiên Vương tính cách tương đối cứng nhắc, sở dĩ Du Thiên nghịch không dám để cho Du Thiên Vương biết rõ. Chính là bởi vì Du Thiên Vương tính cách, Du Hồng Phi thường lo lắng, hắn biết được toàn bộ sự tình, hội bỏ mặc. Đảng ma quân nhiệm vụ liền là tiêu diệt toàn bộ minh tộc, thủ hộ địa giới. Đảng Ma quân có thể được đến nhiều như vậy tài nguyên, có thể có được nhiều như vậy chiến công, là bởi vì Đảng Ma có tính đặc thù, như Đảng Ma quân làm loạn vạn giới sẽ còn cho nhiều như vậy tài nguyên, Đảng Ma quân Tam Đại thống soái đều là tính cách cương chính người. Du Thiên nghịch bố cục mưu đoạt kỳ thanh trần, việc này Du Thiên Vương biết được sau có thể sẽ nổi giận. Bất luận là loại tình huống nào, hôm nay việc này giống như Du Thiên Vương không đến, ai cũng cứu không được Du Thiên nghịch, Du Hồng bọn người chỉ có một con đường chết. Hưu, lúc này phía nam truyền đến từng đạo tiếng xé gió một luồng khí thức kinh khủng vẫn đang đếm mười ngoài vạn dặm đã tràn ngập mà đến du hồng toàn thân run lên kỳ tích xuất hiện du thiên vương thế mà tới không được độc linh phản ứng rất nhanh lập tức kinh hô lên thiếu chủ tới một cái phong vương cấp cường giả khí thức quá kinh khủng rất có thể là du thiên vương lui giang giật không phải là đồ ngốc lập tức mang theo độc linh hướng về sau mặt thối lui đằng sau ngoài vạn dặm tụ tập mấy trăm vạn kiếm sát tộc còn có vô số kiếm sát tộc nhanh chóng hội tụ, đây là giang giật đã sớm an bài tốt, phòng ngừa có phong vương cấp cường giả đột kích xiết. Vù vù, hai người khẽ động, bọn hắn bốn phía mấy chục vạn kiếm sát tộc cũng động, bay đầy trời, loạn thành một đoàn, hướng tứ phía tám mới bay bắn đi. Đây là giang giật cố ý an bài, để thế cục trở nên dối bời, để cái kia phong vương cấp cường giả không cách nào khóa chặt bọn hắn. Tốt khí thức cường đại chẳng lẽ là du thiên vương tới. Bạch đế thiên cửu nhận bọn người thân thể ngừng lại, ngạc nhiên hướng phía nam nhìn lại. Vô số thần thức quét tới, khóa chặt như như cuồng phong lướt đến một lão giả về sau, lập tức đại hỉ. Người tới quả nhiên là Du Thiên Vương, mặc dù rất nhiều người chưa thấy qua Du Thiên Vương, nhưng một chút liền đã xác định thân phận của người đến. Bởi vì Du Thiên Vương đầu cũng là đầu chọc, trên đầu có một cái yêu diễm hình xăm, cùng Du Thiên nghịch một cái tạo hình, không phải Du Thiên Vương là ai. Đi qua, thù đao cùng Bạch Đế Thiên Đồng thời hạ lệnh, mặt khác đám công tử ca nhanh chóng hướng du thiên nghịch du hồng chỗ khu vực bay đi. Những công tử này bọn họ thích nhất dệt hoa trên gấm, du thiên vương tới du thiên nghịch nhẹ nhõm được cứu vớt, bọn hắn tự nhiên muốn biểu hiện phi thường bản trí cốt. Du thiên vương, nhanh mau cứu du thiếu, giang giật phát rồi dùng yêu pháp khống chế kiếm sát tộc, muốn chém giết du thiếu. Không sai, du thiên vương, giang giật vừa rồi giết chúng ta không ít người, ngươi xem một chút phía dưới thi thể, giang giật cái này ma đổ đã điên rồi, hắn gặp người tự giết không phải điên rồi, ta hoài nghi giang giật đã bị minh giới khống chế, nếu không làm sao có thể chém giết ta đáng ma quân đại quân. Đúng, ta cảm ứng được giang giật trên người có minh khí, hắn đã là minh giới chó săn, loại người này liền nên thiên đao vạn quả. Rất nhiều tức giận tiếng giống vang lên, đám này bọn công tử vu hãm người thật là dễ như trở bàn tay a. À. Mấy câu qua đi, giang giật thoáng cái biến thành minh giới chó săn, liền thân bên trên đều có minh khí đều chứng cứ vô cùng xác thực, như giang giật còn tại phụ cận khẳng định hội thổ huyết. Hừ, Du Thiên Vương độc thân tới, Du Hồng Kỳ thật trách lầm hắn, hắn là ra ngoài tiêu diệt toàn bộ một cái ma đầu vừa mới trở về mà thôi. Không bằng hắn cũng không biết rõ nội tình, chỉ là nghe Du Thiên Nghịch lão cha nói, có người muốn ngưu hại Du Thiên Nghịch, giờ phút này Du Thiên Nghịch tràn ngập nguy hiểm, Du Thiên Vương cũng liền không có hỏi cái gì, trước tiên tới kiếm sát bí cảnh. Hắn tròn vo trong con người đều là tức giận, đeo trên người lấy sát khí ngập trời, hai tay tay áo giải múa, đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy trưởng, Mấy đạo cử đại lưu ánh sáng bay ra, phía trước một mảnh kiếm sát tộc toàn bộ nổ thành bột mịn. Cùng là phong vương cấp, chiến lược lại là cách nhau một trời một vực. Kỳ thanh trần vừa mới đột phá, cùng du thiên vương loại này trưởng thành mấy chục năm lão quái vật so sánh, thực lực sai biệt quá lớn. Du thiên vương như một cái cuồng sư vọt vào bầy cừu, thế không thể đỡ, nhẹ nhõm đem kiếm sát tộc đại quân xé mở một cái lỗ hồng, bay thẳng du hồng bọn người mà đi. Tộc trưởng, du hồng lệ nóng doanh trọng tựa như một đứa bé bị ủy khuất thấy được đại nhân, còn lại mấy người cũng kích động không thôi. Bất quá có thể quá kích động, một người quên đi bên người kiếm sát tộc, không cẩn thận bị chém trúng cổ, tiếp lấy vô số kiếm sát tộc loạn kiếm phía dưới, đem người này nhẹ nhõm cho phân thây. Giang giật, ngay trước bản vương trước mặt, người còn dám hành hung lập tức khống chế kiếm sát tộc dừng lại, bó tay đợi trói, hồi trở lại đáng ma quân doanh lĩnh tội, nếu không coi như người bỏ chạy chân trời góc biển bản vương thề giết ngươi. Du thiên vương mắt thấy là phải xông vào, một cái du ra ra tướng lại tại hắn ngay dưới mắt bị giết hắn lập tức giận không thể nghỉ, thần thức đã sớm khóa chặt ngay tại chạy trốn giang giật, thần trí của hắn quá mạnh, giờ phút này một tiếng quát lớn cũng đem tiềm ẩn bên trong giang giật trực tiếp chấn động đến lộ ra thân hình. Mẹ ngươi chứ, giang giật bị chấn động đến một cái lão huyết phun ra, hắn quay đầu nhìn một cái du thiên vương phương hướng, vẫn nổ quát, người đầu này lão cẩu, không phải là không phân biệt, bên người thân không cần đạo lý, xem ra cũng không phải vật gì tốt. Người có bản lĩnh cứ tới truy sát, ta nếu là sợ, ta là ra ra ngươi. chương 1519, có đến mà không có về. Yên tĩnh, tại giang giật tiếng giống vang lên về sau, toàn bộ bọn công tử tiếng huyên náo đều ngừng lại, không có người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm, thậm chí rất nhiều người đều đình chỉ phi hành, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Những công tử này bọn họ có một ít tham gia qua vạn giới đấu pháp, được chứng kiến giang giật nhục mạ mị ảnh vương hành động kinh người, rất nhiều người nhưng không có gặp qua lần này quả thực bị hù dọa lại có thể có người dám ngay mặt nhục mạ phong vương cấp cường giả vẫn là đảng ma quân tam đại trí cao thống soái những sự tình này tại mọi người xem ra căn bản là không cần suy nghĩ sự tình tam đại trí cao thống soái tại rất nhiều trong lòng người kia là cùng lục ưng vương nghị ảnh vương đồng dạng tồn tại đừng nói ở trước mặt nhục mạ sợ là phía sau cũng không dám quá nhiều nghị luận a à. dù thiên vương một mực không lộ vẻ gì mà trở nên âm trầm mấy phần hắn chưa hề nói một câu nói nhảm chỉ là xuất thủ càng cuồng bạo hơn mấy phần một đường dùng tốc độ khủng khiếp tiếp tục xông vào kiếm sát tộc trong đại quân. Ba nén hương thời gian, vẻn vẹn ba nén hương thời gian, Du Thiên Vương đã xông vào kiếm sát tộc trong đại quân. Trong tay hắn một cái bảo tháp xuất hiện, đem Du Hồng bọn người thu sạch đi vào, tiếp lấy thân hình hắn nhất chuyển, cũng không có theo đường cũ lui về mà là về phía tây bên cạnh phóng đi, Giang giật tự hướng bên kia đào tẩu, hắn hôm nay triệt để nổi giận, không đánh giết Giang giật hắn về sau cũng không cần làm cái này thống soái. A à hắn vừa mới vọt lên mấy ngàn trượng khoảng cách, mặt phía bắc truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, kiếm sát tộc đã mất đi mục tiêu, bắt đầu hỗn loạn công kích. Đám kia công tử cùng còn lại một vạn năm quân đội chính hướng bên này vào tới, không thể tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Trốn, Du Thiên Vương cứu mạng A, Du Thiên Vương, nhanh cứu lấy chúng ta, nhìn thấy đen nghịt một mảnh kiếm sát tộc vào tới, vô số người bị dọa phát sợ. Có cường giả ở đây bọn hắn bản năng trông cậy vào Du Thiên Vương cứu bọn họ, mà không phải nghĩ đến dựa vào chính mình phá vây đào mệnh du thiên vương nhìn lướt qua trong mắt hiển hiện một tia nổi giận nhiều người như vậy giống như toàn bộ đi cứu dưới muốn chậm trễ không ít thời gian nhưng những người này đều là các gia tộc công tử vạn nhất toàn bộ chết rồi hắn đã thấy chết không cứu hội làm tức giận rất nhiều gia tộc mà lại những người này hẳn là đi theo du thiên nghịch gia luôn không khả năng nhìn xem bọn hắn chết đi toàn bộ tụ tập cùng một chỗ đừng hoảng hốt ngăn cản một lát dù thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể trước không đi quản giang giật hướng phía bắc bay đi. Hắn trong cơn giận dữ, xuất thủ không có bất kỳ cái gì giữ lại, hao tốn hai nén hương thời gian đã tới đại quân phụ cận, chờ hắn khi đi tới với bên này hơn một vạn người chỉ còn lại không tới tám ngàn. Cũng may hắn không gian thần khí cũng đủ lớn, đừng nói giả tám ngàn người, coi như tám trăm vạn đều chứa nổi. Hắn từng cái đem tất cả mọi người thu vào, lúc này mới nổi giận lần nữa phá vây, hướng giang giật đào tẩu phương hướng phóng đi đi qua như vậy một đoạn thời gian giang giật đã sớm trốn được không còn hình bóng thần trí của hắn rất mạnh nhưng cũng không thể dò xét phương viên mấy trăm vạn lý cái này bí cảnh bên trong không gian thế nhưng là phi thường vững chắc mặc dù đã mất đi giang giật tung tích nhưng du thiên vương cũng không có nửa điểm lo lắng nội tâm của hắn nổi giận vô cùng từ khi hắn trở thành đảng ma quân thống soái về sau còn là lần đầu tiên gặp như thế khuất nhục đừng nói là giang giật hôm nay liền xem như một cái phong vương cấp cường giả hắn cũng giết không tha hắn thần thức một lần một lần đảo qua đồng thời nhắm mắt lại cảm ứng tìm kiếm dấu vết để lại rất nhanh phát hiện một chút trong không gian có nhàn nhạt mùi máu tươi trên mặt đất còn có lẻ tẻ huyết dịch đây là độc linh cùng giang giật trên người mùi máu tươi nếu như là bình thường người khẳng định không phát hiện được hắn là thần dương tộc cảm giác lực so với người bình thường mạnh mẽ một chút hắn nhanh chóng đem phía trước kiếm sát tộc đánh bay tốc độ đạt tới cực hạn hướng trái trước mới bay đi một đường truy tung giang giật cùng độc linh trên thân lưu lại mùi máu tươi vẻn vẹn thời gian một nén nhang hắn tự triệt để thoát khỏi phía sau kiếm sát tộc, tốc độ cũng đã tới nhanh nhất. Tiểu tạp trùng, chờ bản vương tìm tới người nhất định đem người chém thành muôn mảnh. Du thiên vương cắn răng gầm nhẹ, hắn bằng nhanh nhất tốc độ lần theo mùi máu tươi hướng phía trước đuổi theo. Đuổi hai nén nhang sau hắn đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc, mà lại trên mặt đất đồng dạng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vết máu. Giang giật cùng độc linh là thụ thương, giang giật cuối cùng bị hắn chấn động đến thổ huyết, nhưng này a à thời gian dài đi qua thực lực của hai người đã sớm không đến mức để thân thể chảy máu a à. chỉ là truy tung tới đây luôn không khả năng từ bỏ đi du thiên vương mặc dù biết có thể bị lừa rồi nhưng chỉ có thể mê đầu hướng phía trước đuổi theo một lát sau hắn rốt cuộc tìm được vết máu đầu nguồn hắn quả nhiên bị lừa rồi phía trước một cái kiếm sát tộc cánh tay đâm xuyên lấy một đầu chân gãy đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn phụ cận căn bản không có giang giật cùng độc linh thân ảnh a à, a à dù thiên vương nổi giận đại hống vài tiếng hung hăng đánh ra một trưởng đem phía trước kiếm sát tộc nổ thành bột mịn hắn con người chuyển động một vòng cũng mặc kệ phương hướng dù sao hướng phụ cận bay loạn tốc độ của hắn nhanh như vậy hắn căn bản không tin tưởng giang giật cùng một cái thủ thương độc linh có thể chạy ra hắn truy sát một đường bay loạn một đường hắn tao ngộ rất nhiều kiếm sát tộc không bằng hắn tốc độ nhanh trực tiếp lách đi qua hắn ngược lại là rất cẩn thận mỗi lần tao mộ kiếm sát tộc đều sẽ tinh tế dò xét xác định giang giật không có ẩn thân ở bên trong truy tầm dòng giã bốn canh giờ du thiên vương thân thể đột nhiên dừng ở giữa không trung hắn nổi giận đôi mắt dần dần tỉnh táo lại bắt đầu phân tích tình huống bốn canh giờ hắn đã đem phụ cận phương viên ức vạn lý đều lục soát lần nhưng chính là tìm không thấy giang giật cùng độc linh giang giật cùng độc linh đều thụ thương coi như không bị thương bọn hắn khẳng định cũng trốn không thoát nhanh như vậy điều này nói rõ một vấn đề hoặc là hai người ẩn núp đi, hắn không có dò xét đến, hoặc là hắn truy tung phương hướng khẳng định sai. Thần trí của hắn mạnh phi thường, giống như giang giật cùng độc linh ẩn núp, hắn không có khả năng dò xét không đến. Vấn đề ở chỗ nào? bị lừa rồi, du thiên vương có thể trở thành đãng ma quân thống soái, tự nhiên không phải là đồ ngốc. Hắn nghĩ đến một lát lần nữa giống giận, thân thể bắn ngược mà quay về, hướng trước kia kiếm sát tộc vây công du thiên nghịch địa phương phóng đi. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất. Giang giật cùng độc linh không có khả năng trốn nhanh như vậy, giải thích duy nhất hai người lượn quanh một vòng lại chạy trốn trở về. Du thiên vương đem ba phương hướng đều lục soát một lần, cũng không có phát hiện hai người, hai người chỉ có thể là hướng về sau mặt chạy trốn. Du thiên vương triệt để bạo nộ rồi, bị một cái tiểu tạp toái đùa nghịch hai lần, thánh nhân cũng sẽ có tính khí, việc này truyền đi, hắn một thế anh danh đều hủy. Như trước kia hắn chỉ có chém giết giang giật chi tâm, giờ phút này suy nghĩ đã kiên định như sắt, hôm nay coi như địa sát phương tới, hắn cũng muốn cưỡng ép chém giết Giang Giật. Quả nhiên, một đường hướng đường của phi hành, hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, có vô số kiếm sát tộc đều tại chiều bên kia phi hành, rất có thể là Giang Giật tại dùng đặc thù yêu pháp triệu tập kiếm sát tộc. Hắn đoán không lầm, bất quá tại hắn đến trước kia chiến trường phụ cận lúc lại trợn tròn mắt. Bởi vì, nơi đó lít nha lít nhịt đều là kiếm sát tộc, đầy khắp núi đồi đều là, liếc nhìn lại vô tận kiếm sát tộc đắp lên thành một tòa cự đại sơn phong, lang lệ sát khí theo bên kia truyền đến, để bốn phía phong đều đình chỉ lưu động. Cái này ít nhất có 50 triệu kiếm sát tộc A à Giang giật đến cùng có cái gì yêu pháp làm sao có thể khống chế nhiều như vậy kiếm sát tộc. Dù thiên vương hít một hơi lãnh khí, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, khóa chặt kiếm sát tộc đại quân ẩn thân Giang giật, lạnh giọng quát lớn nói, Giang giật, ngươi cho rằng triệu tập nhiều như vậy kiếm sát tộc liền có thể bảo vệ ngươi một mạng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Ha ha ha, Giang giật cùng độc linh xếp bằng ở một tòa đại sơn chi đỉnh, bốn phía bị kiếm sát tộc vây quanh mấy vạn giới, hắn nghe được Du Thiên Vương thanh âm, đùa cợt nói ra, lão cẩu, ta sẽ chờ ở đây lấy ngươi đến giết, đáng ma quân trí cao thống soái không tầm thường sao ngươi dám động thủ, ta tự dám để cho ngươi có đến mà không có về. Cắt cắt chương 1520, Đạo Thiên Linh bảo, Du Thiên Vương xuất hiện, cũng không tại giang giật trong dự đoán. Tam đại thống soái trí cao vô thượng, một mực truyền thuyết cương trực công chính, sở dĩ đáng ma quân doanh mặc dù ngẫu nhiên có chút vấn đề nhỏ, nhưng lớn phương diện chưa bao giờ xuất hiện hỏi đến đề. Tỷ như đảng ma quân trong doanh tuyệt đối không thể động thủ, quy củ này từ khi đảng ma quân doanh thành lập sau liền không có phá hư qua. Tại Giang giật nghĩ đến, Du Thiên nghịch kế hoạch này, Du Thiên Vương khẳng định là không rõ tình hình. Giống như Du Thiên Vương biết rõ tình huống cặn kẽ, tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù sao việc này một khi truyền ra, hắn thống soái chi vị rất có thể khó giữ được, dù ra cũng sẽ bị công kích, thậm chí bị diệt tộc thiên hàn quân chủ lập tức liền muốn dẫn lấy thiên hàn giới cường giả lao tới thiên giới, cùng minh tộc đại quân khai chiến. Như thế khớp núi mắt, ai dám động đến kỳ thanh trần, cái kia chính là đánh địa giới cường giả mặt. Dù thiên vương rất mạnh, hắn có thể mạnh đến mức qua lục ưng vương mị ảnh vương. Giang giật lại không nghĩ rằng, dù thiên vương tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tới. Trong này tạo thành một cái hiểu lầm, dẫn đến giang giật cùng du thiên vương hai người đều phi thường nổi giận cho rằng đối phương không thèm nói đạo lý, cho rằng đối phương có lỗi. Mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, sự tình đã phát triển đến trình độ này, Giang Giật không có lựa chọn, hắn chỉ có cùng chết. Đã muốn cùng chết, liền muốn nghĩ biện pháp để Du Thiên Vương biết khó mà lui, hoặc là đem hắn kích thương. Giang Giật tại thời khắc sống còn, đầu óc thường thường lại so với bình thường dùng tốt, sở dĩ hắn bày một cái bẫy, để nổi giận Du Thiên Vương làm trễ nải mấy canh giờ, cũng làm cho hắn tụ tập mấy ngàn vạn kiếm sát tộc. Bên này kiếm sát tộc nguyên bản tựu có rất nhiều, số lượng đạt đến 800 vạn. Giang giật thông qua kiếm sát phương đem phương viên ức vạn lý kiếm sát tộc đều triệu tập tới, bao quanh đem bọn hắn vây quanh, tạo thành một cái cường đại hàng rào. Dù thiên vương nếu muốn giết hắn, chỉ có đột phá kiếm sát tộc đại quân tầng tầng chặn đường. Mấy ngàn vạn kiếm sát tộc rất nhiều, giống như những này kiếm sát tộc phóng đi một thế giới nhỏ mặt, đủ để cho cái kia giới diện diệt thế. Nhưng đối với phong vương cấp cường giả tới nói thật không nhiều, dù thiên vương cũng không cần đem toàn bộ kiếm sát tộc đánh giết hoặc là đánh lui hắn chỉ cần đâm xuyên đi vào liền có thể nhẹ nhõm chém giết giang giật độc linh rất rõ ràng điểm này giờ phút này cũng bởi vì khẩn trương toàn thân cũng hơi rung động giang giật ngược lại bình tĩnh rất nhiều hắn nhìn qua bên người độc linh nhếch miệng cười truyền âm nói độc linh chớ khẩn trương phong vương cấp cũng là người chỉ cần là người cũng không phải là vô địch một trận chiến này mặc kệ thắng thua chỉ ít chúng ta cái này đều đáng giá dù sao chúng ta tại cùng phong vương cấp cường giả đối chiến đúng nghe được giang giật câu nói này độc linh trong mắt quang mang lấp lánh có thể cùng phong vương cấp cường giả một trận chiến có chết cũng vinh dự hắn cái gì đều không quan tâm ngồi xếp bằng toàn lực vận công chữa thương hắn muốn tại thời khắc cuối cùng toàn lực xuất thủ giúp giang giật ngăn trở một kích chí mạng giống như có thể trọng thương du thiên vương hắn độc linh danh tự tuyệt đối phải vang vọng toàn bộ địa giới giang giật không có ngồi xếp bằng chữa thương hắn coi như thực lực đạt tới toàn thịnh thực lực cũng vô dụng, hắn điểm ấy chiến lực đối với phong vương cấp tới nói cái rắm cũng không bằng, hắn cần quan sát tình huống, khống chế kiếm sát tộc tác chiến. Một trận chiến này hắn nắm chắc phi thường thấp, dù thiên vương chiến lực quá kinh khủng, nhưng hắn cũng không phải là không có một tia hy vọng. Hắn có một tấm vương bài, cái kia chính là kiếm sát vương, kiếm sát vương cùng hỏa long kiếm dung hợp, nhưng nó năng lực vẫn còn, nếu không giang giật cũng không thể khống chế kiếm sát tộc. Kiếm sát vương rất khủng bố, nó sát khí để y vu bọn người triệt để mê thất, giang giật trong lòng cũng không có trông cậy vào kiếm sát vương có thể đánh giết du thiên vương, chỉ cần có thể dọa lùi hắn, hoặc là kích thương hắn như vậy đủ rồi. Hưu, du thiên vương như một cái ức vạn năm hỗn độn thú, mang theo cuồng bạo khí tức vào tới. Tại cảm nhận được cái này đập vào mặt khí tức khủng bố về sau, giang giật đối với phong vương cấp cường giả lần nữa có nhận thức mới, hắn loại này cấp bậc đối đầu phong vương cấp cường giả, cũng cảm giác phàm nhân đối đầu một cái hỗn độn thú, Đừng nói công kích hắn đoán chừng liền kiếm cũng không ngẩng lên được. Lần trước Lục Ưng Vương xem ra có chỗ giữ lại a, à, bằng không hắn tuyệt đối nâng không nổi Hỏa Long kiếm. Chanh 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 cong, Du Thiên Vương cũng không có binh khí, hai tay của hắn tay áo dài man múa, bắn ra đạo đạo kinh khủng lưu quang, phàm là bị lưu quang đánh trúng kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh bị đập bay, hắn nhẹ nhõm một đường ghé qua, tốc độ mặc dù cũng không nhanh, nhưng phá lệ nhẹ nhõm, tựa như tại bản thân hậu viện nhàn nhã tản bộ. Phiền toái Giang giật còn đánh giá thấp Du Thiên Vương, hắn nguyên bản trông cậy vào sát khí có thể ảnh hưởng Du Thiên Vương, lại để cho kiếm sát phương ẩn núp đi đánh lén, cho Du Thiên Vương công kích lâu, bị sát khí ảnh hưởng tới, cuối cùng dựa vào độc linh thần linh đâm tới tổn thương Du Thiên Vương. Xem ra, sát khí muốn ảnh hưởng Du Thiên Vương phi thường khó khăn, ánh mắt của hắn quá dễ dàng. Đoán chừng giao chiến mấy canh giờ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Kiếm sát phương xuất thủ tác dụng cũng không lớn, hắn cũng không dám để kiếm sát phương toàn lực xuất thủ, vạn nhất bị Du Thiên Vương hủy đi, hoặc là bị hắn phản cầm xuống, vậy liền mã lạc qua bích. Lui, Giang giật một tay mang theo độc linh nhanh chóng lùi về phía sau, Du Thiên Vương tốc độ quá nhanh, tuyệt đối không thể bị hắn tới gần phóng thích tối cường thần thông, có lẽ trực tiếp liền sẽ đem hai người cho chém giết. Hắn xuất thủ thế nhưng là bình thường nhất công kích A, đều không có gặp hắn ra cái gì tuyệt chiêu. Giang giật vừa lui, sau lưng kiếm sát tộc tự động tách ra một đầu tuyến, chờ hai người đi tiếp tục phây kín. Đồng thời Giang giật khống chế kiếm sát tộc kéo dài chiến tuyến, trước kia là một cái hình tròn, biến thành hình bầu dục, dạng này Du Thiên Vương muốn tới gần hắn nhất định phải đột phá càng nhiều kiếm sát tộc chặn đường. Ý nghĩ của hắn không tệ, nhưng sau một khắc, hắn biết rõ vẫn là quá ngây thơ rồi. Hưu, Du Thiên Vương tại hắn động về sau, trong tay xuất hiện một cây trường thương, thanh này trường thương rất kỳ lạ, cán thương phi thường hoa lệ, phía trên điêu khắc một đầu màu đen dao long, còn mơ hồ có phủ văn lấp lánh, nhưng thương này cũng không có đầu thương. Phá, Du Thiên Vương Thiên Lực quán chú về sau, trường thương sáng lên vạn trượng quang mang, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cửa thú đầu hư ảnh. Hắn trường thương đột nhiên hướng phía trước một đâm, một đầu màu đen giao long hư ảnh theo trường thương bên trong gào thét mà ra, một cỗ phi thường khí tức bá đạo theo màu đen giao long bên trong truyền ra, tựa hồ cái này hắc long có thể phá hủy hết thảy. Đây tuyệt đối là đạo thiên linh bảo, Hồng Mông linh bảo toàn bộ địa giới chỉ có ba kiện, Du Thiên Vương trường thương này khí tức so nguyên thủy linh bảo mạnh hơn nhiều. Giang giật lập tức kết luận bảo vật phẩm cấp, sự thật chứng minh trường thương này cũng hoàn toàn chính xác kinh khủng. Suy suy, hắc long những nơi đi qua, sở hữu kiếm sát tộc bị xoắn thành mảnh vỡ, cái này kiếm sát tộc có bao nhiêu cứng rắn giang giật thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, giờ khắc này ở hắc long phía dưới tựa như giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Hưu, Du Thiên Vương cầm trong tay trường thương, đi theo hắc long dùng tốc độ khủng khiếp ghé qua, phía trước kiếm sát tộc bị xoắn ra một cái thông đạo, Sở dĩ Du Thiên Vương tốc độ có thể đạt tới cực hạn. Giang giật khoảng cách Du Thiên Vương trước kia chỉ có hơn 10 dặm, giờ phút này một cái nháy mắt thời gian lại bị kéo gần lại một nửa khoảng cách. Kia Hắc Long truyền đến hủy thiên diệt địa khí tức, để hắn cảm giác tử thần tại cực tốc tới gần. Kiếm Sát Vương, hắn cũng không dám lại giữ lại thực lực, trong tay Hỏa Long kiếm quang mang lóe lên, tiếp lấy một đạo lưu quang như thiểm điện bay ra, kia lưu quang bắn ra bên cạnh một cái kiếm sát tộc trên thân, Kiếm Sát Vương lập tức khống chế cái này cái này kiếm sát tộc lặng yên hướng du thiên vương phóng đi nhất định muốn ngăn trở hắc long sau một khắc liền muốn đâm xuyên tới đem giang giật xoắn thành bột mịt giang giật chỉ có trông cậy vào kiếm sát phương ngăn lại du thiên vương giống như ngăn không được kia độc linh chỉ có thể xuất thủ độc linh vừa ra tay hắn hữu tử vô sinh chương 1521, nghìn năm nghịch chuyển ông ngay một khắc này độc linh trên thân bạch quang thoáng hiện trực tiếp tiềm ẩn rời đi giang giật vốn là mang theo hắn đột nhiên cảm giác nhẹ buông tay độc linh tự biến mất thiếu chủ, bằng vào kiếm sát phương là ngăn không được, ta cùng nó phối hợp hành động, nếu như ta chết rồi, xin đem cho cốt của ta mang đến thánh linh giới, chôn ở thánh linh sơn phía dưới. Độc linh truyền âm vang lên, giang giật mặc dù nội tâm phi thường thống khổ, nhưng như thế thời khắc cũng không có làm loạn. Độc linh cùng kiếm sát phương phối hợp xuất thủ mới có thể lấy được hiếu chiến nhất quả, giống như một kích này thất bại, hai người đồng dạng muốn chết. Sinh tử một đường, giang giật não hải nghìn lần chuyển động, hắn biết rõ đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, ít nhất phải kích thương Du Thiên Vương, nếu không chết liền là hắn cùng độc linh. Ông, hắn hỗn nguyên châu lấp lánh, một đạo bóng người xuất hiện, người kia mặc dù rất là suy yếu, nhưng vừa ra tới hậu thân bên trên khí tức trong nháy mắt dâng lên, hấp dẫn nơi xa Du Thiên Vương lực chú ý. Sang giật một cái tay nguyễn kiếm xuất hiện, gần như đồng thời thả ra thần âm thiên kỹ, hắn không biết có thể hay không ảnh hưởng Du Thiên Vương, nhưng hắn muốn thử thử một lần. Thượng tướng quân, nhanh toàn lực xuất thủ đây là minh vương phân thân huyễn hóa ra tới người giả hắn muốn giết chúng ta hắn chợt quát một tiếng kỳ thanh trần bản năng trong tay giới chỉ lóe lên màu đỏ nguyễn kiếm xuất hiện liền muốn xuất thủ bên kia sẽ sông tới du thiên vương tay run một cái kém chút tức đến ngất đi cái gì gọi là đổi trắng thay đen hắn hôm nay xem như kiến thức giang giật lại còn nói hắn đường đường đãng ma quân thống soái là minh vương phân thân hắn hắc long sẽ đâm xuyên đi qua liền muốn chém giết giang giật nhưng giờ khác này hắn trần chờ. Bởi vì kỳ thanh trần ngăn tại phía trước, bất luận kỳ thanh trần có thể hay không xuất thủ, hắn luôn không khả năng đem kỳ thanh trần cũng xử lý A. Hiu, Hưu, đột ngột bên trái kiếm sát tộc trong đám, vô số cái phân thân thoáng hiện, độc linh xuất thủ, hắn huyễn hóa ra mấy trăm cái phân thân, theo kiếm sát tộc ở giữa trong cái khe hóa thành hồng quang đâm xuyên mà đến, lạnh thấu xương sát khí toàn bộ khóa chặt du thiên vương. Điều trùng tiểu kỹ, du thiên vương căn bản bất phi sở động, hắn liếc mắt liền nhìn ra những này phân thân đều là giả độc linh chân chính bản tôn còn tại tiềm ẩn chính lặng lẽ theo hắn bên trái lặn đến chuẩn bị đánh lén uống hắn trường thương lắc một cái đem bốn phương tám hướng kiếm sát tộc toàn bộ rảo sát trong mắt của hắn nhất chuyển trở nên dị thường băng lãnh hắn quyết định trước trước buông tha giang giật chém giết độc linh hắn gầm thét một tiếng nói kỳ thanh trần bản vương là du phong đừng muốn nghe giang giật nói hưu nói vượn kỳ thanh trần vốn muốn xuất thủ nao nao thần thức quét tới phát hiện thật là Du Thiên Vương. Nàng phát hiện Du Thiên Vương đằng đằng sát khí ánh mắt quét về phía bên trái, mà bên kia không gian có chút có một tia ba động, chính là độc linh, vội vàng khẽ kêu nói, Du Thiên Vương bất giận, có việc dễ nói, không nên giết người. Hừ, Du Thiên Vương căn bản không để ý tới kỳ thanh trần, đừng nói một tiểu nha đầu phiến tử, liền nói thiên hàn quân chủ ở đây, hôm nay hắn cũng tất sát độc linh. Kiếm sát phương, động thủ, Giang giật một tiếng như như lôi đình tiếng giống giận dữ vang lên, tại Du Thiên Vương sau lưng không xa một cái kiếm sát tộc, phía sau cốt thứ đột nhiên trở nên đỏ như máu, tốc độ của nó đột một tăng nhanh gấp 10, hai tay hai thanh lợi kiếm đột nhiên hướng Du Thiên Vương phía sau lưng bổ tới. Chanh chanh, Du Thiên Vương chiến lực quá kinh khủng, kiếm sát vương khủng bố như thế đánh lén phía dưới, hắn thế mà cũng có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Trong tay hắn không đầu trường thương cuồng vũ, thoáng cái trận kiếm sát vương liên miên không dứt mấy trăm lần công kích. Ông, bất quá kiếm sát phương trên thân hồng quang thoáng hiện, một cỗ nồng đậm sát khí nương theo lấy mỗi một lần công kích lặng yên tràn vào du thiên vương trong thân thể, tiến vào linh hồn của hắn, để hắn tại thời khắc này đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, rõ ràng bị ảnh hưởng. Lan đi, hắn nổi giận vung vẩy trường thương, một vòng cuồng quét phía dưới, kiếm sát phương lại bị mạnh mẽ đập bay ra ngoài, trên người hồng quang cũng ảm đạm không ít, năng lượng hẳn là tiêu hao không ít. Hưu, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió kịp thời vang lên, Độc Linh nắm chắc chiến cơ cơ hội phi thường khủng bố. Mị ảnh tộc là trời sinh thích khách, có thể bắt lấy bất luận cái gì một tia chiến cơ cho địch nhân một kích chí mạng. Một đạo thanh quang dùng tốc độ khủng khiếp bay tới, Độc Linh liều mạng thân thể bị phản phệ trọng thương thả ra thần linh đâm, mà giờ khắc này Du Thiên Vương trong mắt hồng quang cũng không có biến mất, còn tại bị sát khí ảnh hưởng bên trong, đây là cơ hội tốt nhất. Xinh đẹp, Giang Giật cả người đều căng thẳng, có thể hay không trọng thương Du Thiên Vương tự xem lần này công kích. Kỳ Thanh Trần trong mắt ánh mắt lại ảm đạm, có chút không đành lòng đưa ánh mắt rời đi. Kỳ Thanh Trần phi thường tinh tường, độc linh không gây thương tổn được Du Thiên Vương, giống như tùy ý một người đều có thể kích thương đáng ma quân tam đại thống soái, đáng ma quân đã sớm không tồn tại nữa. Du Thiên Vương mặc trên người chiến giáp tuyệt đối là đạo thiên linh bảo. Ách, nhìn thấy Kỳ Thanh Trần ánh mắt chán nản, giang giật nội tâm bản năng run lên, bất quá lập tức hướng phía trước nhìn lại, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích chưa từng xuất hiện, mà lại độc linh cử động để giang giật mơ hồ một đạo thanh quang hiện lên du thiên vương một ngón tay bị mạnh mẽ chặt đứt độc linh thân thể ngưng hiện ra mà du thiên vương con mắt thì tại giờ phút này khôi phục thanh minh hắn nổi giận hét lớn một tiếng vung lên trường thương đột nhiên hướng cấp tốc lui ra phía sau độc long đâm tới độc linh thần linh đâm thành công cũng đả thương du thiên vương bất quá hắn vì sao muốn công kích du thiên vương ngón tay đối với một cường giả tới nói đừng nói đoạn một ngón tay, coi như một cánh tay bị chặt đứt cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Sau một khắc, Giang giật biết rõ tại sao, cả người hắn đều run rẩy, kỳ thanh trần đôi mắt cũng sáng lên, trong hai người tâm đồng lúc quát khẽ, làm tốt lắm. Suy suy, Du Thiên Vương Trường Thương đột nhiên dừng ở giữa không chung, không dám công kích. Bởi vì độc linh trong tay cầm một cái giới chỉ, giống như Du Thiên Vương công kích, chiếc nhẫn này tuyệt đối sẽ bạo liệt. Coi như Du Thiên Vương không công kích giới chỉ, Độc Linh cũng có thể tại trước khi chết đem giới chỉ bóp nát. Chiếc nhẫn là Du Thiên Vương cái kia bị chém nứt trên ngón tay mang theo, đây là Du Thiên Vương không gian giới chỉ. Độc Linh vừa rồi thần linh chói mắt tiêu chính là vì chiếc nhẫn này, bởi vì trong giới chỉ. Có một cái không gian thần khí, không gian thần khí bên trong có Du Thiên Nghịch cùng vô số công tử nhà giàu. Không gian thần khí là một loại rất thần kỳ bảo vật, bên trong có một cái luyện chế tiểu không gian, mà không gian thần khí một khi bị hủy diệt cái kia tiểu không gian lập tức hội sụp đổ, không gian thần khí bên trong tất cả mọi người hội rơi vào hư không loạn lưu bên trong, bị vô tình rào sát. Mị ảnh tộc cái này khí đồ, đối với chiến cơ nắm chắc, không kém gì bất luận cái gì mị ảnh tộc đỉnh cấp thích khách. Giang giật độc linh kiếm sát phương phối hợp cũng dị thường hoàn mỹ. Độc linh phi thường tinh tường, bằng vào hắn rất có thể không cách nào kích thương du thiên vương, chớ nói chi là đánh chết. Sở dĩ hắn lùi lại mà cầu việc khác, thừa dịp du thiên vương bị sát khí ảnh hưởng trong nháy mắt, chặt đứt một cái tay của hắn chỉ, cầm xuống hắn không gian giới chỉ. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không biết chuyện cụ thể đi qua, nhưng kỳ thanh trần như thế cực kỳ thông minh, thoáng cái tự đoán được rất nhiều chuyện. Nàng dư quang nhìn lướt qua giang giật, cảm giác thiên phương dạ đàm. Một cái giang giật cùng một cái độc linh, thế mà tại du thiên vương toàn lực xuất thủ tình huống dưới, thành công đánh lén, chiếm cứ thượng phong, thoáng cái đem thế cục cho nghịch chuyển. Trường 1522, gừng càng già càng cay. Xuất hiện ở giờ khắc này tựa hồ động lại, Độc Linh một cử động nhỏ cũng không dám, Du Thiên Vương đánh giết hắn như giết một cái gia súc nhẹ nhóm, hắn sợ vừa loạn động tựu bị đánh lén đánh giết. Du Thiên Vương cũng không nhúc nhích, trường thương chỉ vào Độc Linh, trường thương bên trên một đầu hắc long xoay quanh, tùy thời có thể thoát ly trường thương bay ra, đem Độc Linh rảo sát thành bột mịn. Giang giật cùng Kỳ Thanh Trần toàn thân băng liệt, hô hấp tại thời khắc này đều đình chỉ, nhìn chằm chằm Du Thiên Vương nhìn hắn có dám hay không động thủ hoặc là có hay không cường đại thần thông, có tuyệt đối nắm chắc tại độc linh bóp nát không gian giới chỉ trước, chém giết độc linh. Hiu hiu hiu, bốn phía kiếm sát tộc cũng không để ý nhiều như vậy, điên cuồng hướng Du Thiên Vương đánh tới, rất nhiều thanh trường kiếm liền muốn đánh chúng Du Thiên Vương. Nơi xa bị đập bay kiếm sát vương cũng hướng bên này lần nữa vào tới, Du Thiên Vương tại lúc này mở miệng, giang giật, để kiếm sát tộc dừng tay đi. Du Thiên Vương ngữ khí lần này vô cùng ôn hòa, giang giật cũng sợ thế cục trở nên hỗn loạn, trong tay hỏa long kiếm lắc một cái, phát ra một đạo tiếng kiếm reo, toàn bộ kiếm sát tộc rừng ở giữa không chung. Mà độc linh tại thời khắc này động, chậm rãi lui lại, tay trái một mực quang mang lấp lánh, ánh mắt như như độc xà nhìn chằm chằm du thiên vương, chỉ cần hắn dám có nửa điểm dị động, độc linh tuyệt đối sẽ bóp nát giới chỉ. Du thiên vương không nhúc nhích, chờ mắt nhìn qua độc linh rút đi, giang giật khống chế kiếm sát tộc đem độc linh tầng tầng bao vây lại, thẳng đến độc linh rút đi mấy trăm trượng giang giật mới như chút được gánh nặng phong thủy luân chuyển, quyền chủ động về bọn hắn. Du thiên vương khí thế trên người dần dần yếu đi xuống dưới, trường thương thu hồi, trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Hắn khe khẽ thở dài nói ra, rất tốt, độc linh, giang giật, các người phi thường tốt, lần này ta nhận thua, ra điều kiện đi, giang giật. Giật, 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 du thiên vương trước mặt lời nói vô cùng bất đắc dĩ cùng trầm thấp, để ba người đều cảm giác hắn nhận thua, chuẩn bị đàm phán. Nhưng một chữ cuối cùng lại như như tiếng sấm vang lên tại độc linh kỳ thanh trần cùng giang giật trong đầu, một khắc này ba người đều cảm giác thiên diêu địa độc, linh hồn bên trong truyền đến từng đạo kịch liệt đau nhức, tựa hồ một giây sau linh hồn liền muốn hỏng mất. Không được, kỳ thanh trần sắc mặt đại biến, nguyễn kiếm trong tay múa, huyễn hóa ra đầy trời kiếm ảnh, bốn phía cuồng phong bị dẫn dắt tới, nàng nguyễn kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm tới. Chanh chanh, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, kỳ thanh trần nguyễn kiếm trực tiếp bị đáng bay, nàng cuồng phún một ngụm máu, thân thể bị trùng điệp hướng bên trái đập bay mà đi. Một cây trường thương tại giang giật còn không có kịp phản ứng trước đó, như như độc xà đâm tới, nhẹ nhõm chống đỡ hắn cổ. Thiếu chủ, độc linh cho tới giờ khắc này mới tỉnh ngộ tới, hắn gào thét, lão cẩu, người dám giết thiếu chủ nhà ta, tôn tử của người tiểu cùng chúng ta chôn cùng đi. Phốc, giang giật trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, trường thương cũng không có đâm xuyên cổ của hắn, hắn là bị du thiên vương lúc công kích mang theo khí thế cường đại cho chấn thương hắn không dám loạn động mấp máy môi phun ra một cái tụ huyết cười khổ nhìn qua gần trong gang tắc du thiên vương nhếch miệng nói ra khương quả nhiên là lão cai a vừa rồi hắn dụng kế để độc linh đánh lén thành công giờ phút này du thiên vương dụng kế thành công ngăn lại hắn hai người đánh một cái ngang tay du thiên vương có thể trở thành đảng ma quân thống soái tự nhiên không phải là đồ ngốc hắn không có đi đi công kích độc linh mà là lựa chọn vây ngụy cứu triệu cầm xuống giang giật độc linh cũng không dám động hai bên đều có thể đánh bạc chỉ ít quyền chủ động không tại giang giật bên này du thiên vương không tâm tư cùng giang giật nói nhảm lạnh giọng nhìn qua giang giật nói hoặc là nói hoặc là cá chết lưới rách ngươi chọn đi giang giật trầm mặc song phương đều có thể đánh bạc đàm phán muốn làm sao nói vậy phải xem kỹ xảo bất quá hắn chân trần không sợ mang giày giờ khác này hắn ngược lại lực lượng tăng nhiều hắn cũng không có lập tức cùng du thiên vương nói mà là nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức chữa thương. Ách, à, xa xa kỳ thanh trần cùng du thiên vương trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, như thế thời khắc giang giật thế mà còn có tâm tư chữa thương hắn người này là thật không sợ chết vẫn là tâm tính thường đại đến nhưng so sánh thánh nhân A. Địch không động, ta không động, du thiên vương cũng không phải ngu xuẩn, không có tiếp tục mở khẩu, chỉ là dùng trường thương một mực chống đỡ giang giật cổ, hắn nhân vật như vậy tâm tính tuyệt đối là đỉnh cấp, rất rõ ràng đàm phán thứ này ai khí thế yếu đi, liền sẽ bị đối phương cắn một cái cứ như vậy hai người không nhúc nhích kỳ thanh trần cùng độc linh cũng không dám động bốn phía mấy ngàn vạn kiếm sát tộc bị giang giật khống chế cũng trầm mặc đứng thẳng tràng diện thế cục vô cùng quỷ dị để cho người ta có chút im lặng một nén nhang hai nén hương nửa canh giờ giang giật cùng du thiên vương trở đến kỳ thanh trần cùng độc linh lại gấp độc linh cưỡng ép thả ra thần linh đâm nội tạng bị phản vệ dẫn đến tổn thương càng thêm tổn thương giờ phút này lại hết sức chăm chú khóa chặt giang giật bên kia, sợ du thiên vương đánh lén, sở dĩ càng thêm cảm giác mỏi mệt. kỳ thanh trần cũng không khá hơn chút nào, vừa mới thương lành một chút, đằng sau bị du thiên vương trong cơn giận giữ một đập, rất nhiều xương cốt đều bị chấn bể. hai người trông mong nhìn thấy giang giật cùng du thiên vương, không biết muốn rằng có tới khi nào. vù vù, một nén nhang về sau, nơi xa truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió. du thiên vương yên lặng đôi mắt thoáng cái hàn quang lập lòe. Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh cảm ứng thoáng cái, hai người sắc mặt đều đại biến, bởi vì lại tới ba cái cường giả, cũng đều là phong vương cấp. Không đúng, là phụ vương đến rồi. Kỳ Thanh Trần rất nhanh cảm ứng đến một đạo khí thức quen thuộc, đôi mắt thoáng cái đỏ lên, mạnh hơn người bị khi dễ nhìn thấy cha mình tới, đồng dạng sẽ cảm giác được ủy khuất, hy vọng cha mình thay mình ra mặt. Ừ, Giang giật ánh mắt mở ra, bất quá giờ khắc này hắn ngược lại như chút được gánh nặng, tới nhiều như vậy phong vương cấp cường giả, rất có thể mặt khác hai cái thống soái cũng tới tam đại thống soái không có khả năng từng cái không nói đạo lý a à. hưu ba đạo thân ảnh như như cuồng phong lướt đến mới vừa rồi còn tại mấy chục ngoài vạn dặm giờ phút này đã đến kiếm sát tộc vòng vây ở ngoài ba đạo cường đại thần thức quét tới bất quá dò xét đến tình huống lại làm cho ba người mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng mơ hồ lão du ngươi làm gì chứ một đạo nghi hoặc tiếng vang lên một cái khác khôi ngô trung niên nhân thần thức khóa chặt kỳ thanh trần hỏi thanh trần đây là tình huống như thế nào ngươi bóp nát ngọc phù, là ai muốn giết ngươi những này kiếm sát tộc. Dù thiên vương trong mắt lóe lên một vòng ấm giận cùng biệt khuất, còn lại hai cái thống soái tới không sao, thiên hàn quân chủ cũng tới, hôm nay mặt mũi này ném đi được rồi. Hắn nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể muộn thanh muộn khí nói ra, không làm cái gì, cái này ma đồ gan to bằng trời, dùng yêu pháp khống chế kiếm sát tộc, muốn tập sát thiên nghịch cùng bạch gia cửu gia hài tử, ta như đến chậm một bước, sợ là bọn hắn đều phải chết. Mọi người càng thêm xem không hiểu, Giang giật muốn giết Du Thiên nghịch bạch đế thiên cửu nhận bọn người Du Thiên Vương đã tới, kia vì sao không trực tiếp chém giết Giang giật ngược lại một mực tại cái này hao tổn ba người thần thức quét mấy lần, cuối cùng phát hiện vấn đề. Du Thiên Vương một ngón tay đoạn mất, bên kia độc linh trong tay nắm một cái giới chỉ, chính là Du Thiên Vương. a à, ba tên phong vương cấp cường giả bản năng phát ra một tiếng kinh nghệ, đường đường đãng ma quân thống soái thế mà bị hai cái con kiến hôi nhân vật đả thương hơn nữa còn bị bắt rồi con tin, dẫn đến xuất hiện quỷ dị như vậy cục diện, việc này như truyền đi, toàn bộ địa giới đều muốn xôn xao a. À. Chương 1523, công thẩm. Ha ha ha, Giang giật đột nhiên cười ha hả, hắn một tay đột nhiên bắt lấy trường thương, dùng sức chống đỡ của mình, ánh mắt u u nhìn chằm chằm Du Thiên Vương, thiên lực quán chú quát lạnh, độc linh, Người chú ý, một khi có bất kỳ tình huống phát sinh, Người cái gì cũng không cần quản, trực tiếp bóp nát không gian giới chỉ, để đám kia tạp chủng cho ta chôn cùng, đã không ai giảng đạo lý, chúng ta cũng không cùng bọn hắn giảng. Giang giật không muốn, phụ hoàng ta tới. Kỳ thanh trần vội vàng kinh hô lên, ô thiên vương cùng long thiên vương cũng không phải không nói đạo lý người. Đãng ma quân tam đại thống soái là có tiếng cương trực công chính, người đừng làm loạn. Thiên hàn quân chủ không biết xảy ra chuyện gì, bất quá kỳ thanh trần nói chuyện, hắn lạnh giọng nói tiếp, giang giật, bình tĩnh điểm, chỉ cần việc này ngươi không làm sai, bất kỳ cái gì sự tình liền có thể nói rõ ràng, người nếu loạn đến, ai cũng cứu không được ngươi. Kỳ thanh trần cùng thiên hàn quân chủ cái này một sướng một họa, để du thiên vương mặt trong nháy mắt đen lại. Không bằng hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục rằng co. Giang giật cũng không nói gì, vẫn như cú cười lạnh nhìn qua du thiên vương, tựa như một cái tiểu sư tử cùng một cái hổ vương rằng co. Thiên hàn quân chủ bên người có hai người, một cái là trung niên nhân, trên mặt có một đầu phi thường sâu đau ba, đoán chừng là hắn cố ý lưu lại, sở dĩ nhìn hung thần ác sát. Một người khác là một cái khuôn mặt cứng nhắc lão đầu, tóc lông mày râu ria trắng bệch, cõng còn có chút còng. Cứng nhắc lão đầu ô thiên vương liếc mấy cái, thưa thất mày trắng lắc một cái nói, du phong, đem binh khí thu. Giang giật, ai nói chúng ta không nói đạo lý để kiếm sát tộc thối lui đến một bên, đem không gian giới chỉ giao cho ta, việc này lão phu tự mình công thầm. Kỳ thanh trần truyền âm tới, giang giật, ô thiên vương là đệ nhất thống soái hắn long thiên vương cùng du thiên vương cũng không dám không nghe, Du Thiên Vương trường thương trong tay thu hồi, lùi ra phía sau 10 trượng, giang giật hỏa long kiếm lóe lên, để kiếm sát tộc tách ra một cái thông đạo, lúc này mới nói ra, Du Thiên Vương, người trước đi qua, ta sợ người đánh lén chém giết ta. Đem không gian giới chỉ giao ra, ta tự nhiên sẽ đi qua. Du Thiên Vương không nhúc nhích, ngược lại cười lạnh nói. Giang giật đùa cợt cười nói, người Du Thiên Vương tự cái này can đảm ba người các ngươi phong vương cấp tại cái này, chúng ta như bóp nát không gian giới chỉ, có thể trốn được. Du Phong, tới, ô thiên vương ngữ khí lạnh mấy phần, dù thiên vương rất cũng không phải một người mặt, liền mặt của bọn hắn đều bị mất hết, e ngại một cái hậu bối, cái này truyền đi như cái gì nói. Du thiên vương hung tận nhìn chằm chằm giang giật một chút, theo kiếm sát tộc tách ra trong thông đạo liền sông ra ngoài, đứng ở ô thiên vương sau lưng. Độc linh cùng kỳ thanh trần thì nhanh chóng hướng giang giật hội tụ tới, kỳ thanh trần biết rõ có nàng ở bên người, giang giật sinh mệnh chí ít tự có bảo đảm. Để kiếm sát tộc lui ra phía sau, không gian giới chỉ giao ra. Ô Thiên Vương lần nữa quát lạnh một tiếng, gian giật lại có chút trần chờ, dù sao giống như không gian giới chỉ giao ra, bọn hắn nhậm chức người làm thịt. Vạn nhất mặt khác hai cái Thiên Vương cùng Du Thiên Vương đồng dạng không nói đạo lý, bọn hắn muốn chết oan a. Hoặc là một khi giao ra giới chỉ, Du Thiên Vương liều lĩnh xuất thủ, ba tên phong vương cấp cũng không nhất định ngăn được a sở dĩ hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng nói, người có thể bảo chứng tuyệt đối công bằng cùng công chính vạn nhất ta giao giới chỉ, lập tức bị giết đâu ta cũng không phải ngớ ngẩn. Ô thiên vương cùng Long thiên vương trong mắt đồng thời hiện lên một tia nổi giận, Long thiên vương quát lạnh nói, làm càn. Người biết người tại cùng ai đang nói chuyện sao ô thống soái cương trực công chính tại địa giới lừng lẫy nổi danh, nói một không hai, người dám chất vấn hắn bằng người mắt không thống soái chống đối thống soái điểm này, theo đảng ma quân kỷ ngươi liền nên giết. Ha 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 ha. Giang giật tựa như nghe được trên thế giới nhất nghe tốt chê cười, hắn đầy mắt đùa cợt nói ra, nếu như là dạng này, vậy liền không có gì đáng nói. Chống đối thống soái vừa rồi giống như có cơ hội lời nói, ta đều muốn đem du thiên vương làm thịt rồi, mặc dù không thịt thành, nhưng chúng ta cũng đã thương hắn, có phải hay không? Theo đảng ma quân kỳ hai chúng ta muốn thiên đao vạn quả đã như vậy, còn có cái gì tốt nói cương trực công chính du thiên vương cũng là cương trực công chính A, hừ hừ, hắn nhưng là không hỏi sự tình xanh đỏ đen trắng, vừa đến đã muốn giết chúng ta, các người quả nhiên đều không khác mấy, cá mè một lứa. Thật can đảm, quyền thiên vương triệt để bạo nộ rồi, trên thân sát khí vô hạn dâng lên, dù thiên vương tay có chút rung động, đoán chừng đang áp chế tâm tình của mình, bọn hắn là trí cao vô thượng thống soái, khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Ô thiên vương giờ khắc này sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại, thiên hàn quân chủ từ trước đến nay kỳ thanh trần đang nhanh chóng truyền âm giao lưu, tại mọi người còn chưa mở miệng lúc, thiên hàn quân chủ sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, đột nhiên nói chuyện nói, ô thiên vương, long thiên vương, du thiên vương, việc này thật đúng là có nội tình. Nếu không cho cái công chính thẩm phán, ta sợ vạn giới hội thất vọng đau khổ a à, đoán chừng. Về sau một phần tài nguyên cũng sẽ không cho đảng ma quân doanh. Ừ, ô thiên vương cùng long thiên vương trong mắt hàn quang lóe lên, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, du thiên vương trên người sát cơ cũng thu vào, não hải nhanh chóng chuyển động tinh tế phân tích, hắn cảm giác có một tia không đúng, chẳng lẽ lại cái kia bất hiếu tôn tử làm nhận không ra người hoạt động. Thiên Hàn quân chủ tại địa giới, địa vị rất cao. Mà lại hắn liền muốn đi thiên giới, sở dĩ ô thiên vương cùng long thiên vương phá lệ coi trọng hắn, ô thiên vương trầm giọng mở miệng nói, giang giật, giao ra không gian giới chỉ, đem du thiên nghịch bạch đế thiên bọn người phóng xuất, bản tọa ngay tại cái này công thẩm, người yên tâm, bản tỏa tuyệt không làm việc thiên tư. Giang giật vẫn còn có chút trần chờ, ánh mắt nhìn về phía thiên hàn quân chủ, cái sau gật đầu nói, giang giật, các ngươi đến bên cạnh ta đến, không ai dám tại công thẩm kết thúc trước chém giết ngươi. Tốt, Giang giật không tin tưởng tam đại thống soái thiên hàn quân chủ là kỳ thanh trần lão cha, hắn tự nhiên tín nhiệm. Hắn mang theo kỳ thanh trần cùng độc linh theo kiếm sát tộc bên trong bay ra, trong tay hỏa long kiếm run run, để toàn bộ kiếm sát tộc lui ra phía sau, đương nhiên. Kiếm sát vương một mực đi theo hắn, đây chính là trước mắt hắn tối cường bảo tiêu. Hưu, thiên hàn quân chủ thân thể khẽ động, chủ động bay đi, đứng tại giang giật trước người, cùng Du Thiên Vương bọn người ngăn cách một khoảng cách, tránh cho Du Thiên Vương đánh lén. Giang giật đối độc linh quát lạnh nói, độc linh, giới chỉ. Độc linh đem giới chỉ hất lên, ném cho Du Thiên Vương, ô Thiên Vương hạ lệnh, Du Phong, đem toàn bộ người phóng xuất. Ô Thiên Vương quả nhiên là đáng ma quân đệ nhất nhân, mệnh lệnh của hắn Du Thiên Vương cũng không dám ngỗ nghịch, thành thành thật thật đem kia tám ngàn người toàn bộ truyền tống ra. Ông, Du Thiên nghịch bọn người ra giữa không chung, nhìn thấy ba đại thiên vương đều tới, lại nhìn thấy giang giật thế mà còn sống, rất nhiều người nhất thời một mảnh xôn xao. Một chút công tử nhao nhao chỉ vào giang giật gầm thét, muốn lên án giang giật tội ác, mời tam đại trí cao thống soái chém giết giang giật. Ngậm miệng, ô thiên vương một tiếng quát khẽ, cả giận nói, bản tòa không để cho các người mở miệng, ai dám mở miệng, giết chết bất luận tội. Bá bá bá, du thiên nghịch du hồng bọn người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hôm nay cục diện này không thích hợp a. À. Một cái không tốt chuyện của bọn hắn liền muốn bại lộ, chỉ là Ô Thiên Vương quyền uy quá nặng đi, ai cũng không dám nói nửa chữ. Ô Thiên Vương ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, hờ hững nói ra tốt. Ai đến nói cho ta, các ngươi hôm nay tại sao lại tự giết lẫn nhau? Chương 1524, nhà ngươi con em, chính ngươi xử lý. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, không nói một lời, hắn không nói lời nào độc linh đương nhiên sẽ không nói, Kỳ Thanh Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh cũng trầm mặc không nói. Ta tới nói, thù đao cùng du thiên nghịch liếc nhau một cái, cắn răng mở miệng nói. Các loại chờ ô thiên vương sau khi gật đầu, hắn nghĩ nghĩ trầm giọng nói ra, chuyện là như thế này, phá thiên quân phân xuống tới một cái nhiệm vụ, chúng ta đại đội nhận lấy kiếm sát bí cảnh tiêu diệt toàn bộ anh linh nhiệm vụ. Tại tiêu diệt toàn bộ thời điểm, bộ phận anh linh đào tẩu, sở dĩ du thiếu, ân. Du thống lĩnh mang theo 20 tên cường giả, còn có y vô cùng 3 tên mỹ ảnh tộc trinh sát đuổi theo giết, chúng ta thì tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn lại anh Linh. Thù đao giải thích chuyện phía trước đi qua, gặp Giang giật bọn người trầm mặc ô thiên vương bọn người lẳng lặng lắng nghe về sau, hắn gan lớn mấy phần, tiếp tục nói ra, qua một đoạn thời gian, chúng ta nhận được du hồng phó thống lĩnh đưa tin, nói bọn hắn cùng giang giật tao ngộ lên, phát sinh xung đột. Giang giật lợi dụng yêu pháp khống chế kiếm sát tộc chém giết y vu bốn người, còn muốn truy sát du thống lĩnh bọn hắn, du hồng phó thống lĩnh để chúng ta tới nghĩ cách cứu viện, Chúng ta lập tức xuất lĩnh tất cả mọi người tới, vừa hay nhìn thấy du thống lĩnh bọn người bị vây giết, Giang giật còn để kiếm sát tộc chém giết chúng ta hơn 5.000 người, ngay tại chúng ta bị kiếm sát tộc truy sát thời điểm, du thiên vương tới. Du thiên vương để Giang giật dừng tay, Giang giật lại tiếp tục để kiếm sát tộc công kích, ngay trước du thiên vương mặt chém giết một cái tiểu thống lĩnh, đằng sau du thiên vương cứu du thống lĩnh bọn người, đem chúng ta cũng cứu được, lúc này chúng ta lại bị kiếm sát tộc chém giết hơn 7.000 người đằng sau chúng ta bị Du Thiên Vương thu vào không gian thần khí bên trong, cho tới giờ khắc này mới truyền tống ra. Ba đại thiên vương thống soái đều ở đây, còn có thiên hàn quân chủ cũng tới. Thù đao không dám nói hưu nói vượt, mặt ngoài hắn nói cơ bản hoàn toàn đúng, không bằng hắn che giấu rất nhiều chuyện thực. Theo trong tin tức của hắn xem, Giang giật liền là tội ác tài trời ma đồ, không chỉ có chém giết y vu bốn người, còn vây giết du thiên nghịch bọn người, cuối cùng ngay trước du thiên vương mặt tiếp tục giết người, cùng đằng sau còn cùng du thiên vương khai chiến, càng là tội không thể tha. Lui ra đi, ô thiên vương lạnh lùng vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía giang giật nói, giang giật, thủ đao nói thế nhưng là tình hình thực tế y vu bốn người là ngươi giết sao cái này trong quân đội hơn một vạn người thế nhưng là ngươi giết ngươi là có hay không ngay trước du thống xoái trước mặt, tiếp tục để kiếm sát tộc công kích ngươi có lời gì nói sao. Đúng. Giang giật bình tĩnh nói ra, y vu bốn người là ta giết, cái này quân đội hơn một vạn người là ta để kiếm sát tộc giết ta cũng làm lấy du thiên vương mặt để kiếm sát tộc chém giết một cái du gia phong hào chiến thần cấp cường giả, đây đều là tình hình thực tế, ta không có gì đáng nói, ta nghĩ trước nghe một chút du thiên nghịch thống lĩnh có lời gì có thể nói. Xoạt, còn lại 8.000 người đại quân một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới giang giật cư nhiên như thế dứt khoát nhận tội, không có cái lại nửa câu tam đại trí cao thống soái ở đây, chỉ bằng giang giật thừa nhận những này tội ác, đủ để giang giật xử tử 10 lần 8 lần. Bá bá bá, rất nhiều ánh mắt quét về phía du thiên nghịch, muốn nhìn một chút hắn như thế nào bi phẫn lên án mấy cái phong vương cấp cường giả ánh mắt cũng nhìn về phía hắn dù thiên nghịch trên mặt cũng không có bi phẫn ngược lại đôi mắt có chút trốn tránh hắn trầm ngâm một lát cắn răng nói ra ta có cái gì tốt nói giang giật ta chỉ bất quá cùng các ngươi có chút tiểu hiểu lầm thôi ngươi lại hạ như thế độc thủ tam đại thống soái giang giật loại người này tuyệt đối không thể lưu a à. chính hắn cũng thừa nhận chém giết nhiều người như vậy như thế phát rồ người mời ba vị thống soái ngay tại chỗ đem hắn chính pháp gian đe Tốt, ô thiên vương quát lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía giang giật, hỏi, du thiên nghịch nói xong, giống như ngươi vẫn là không có lời có thể nói, bản tọa chỉ có thể chấp hành quân pháp. Ha ha, giang giật cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía du thiên nghịch nói, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút du thống lĩnh, không biết du thống lĩnh dám trả lời không? Ta, ta có cái gì không dám du thiên nghịch trừng to mắt quát khẽ, giờ phút này chỉ có thể gượng chống lấy. Tốt, giang giật nhẹ gật đầu, hỏi vấn đề thứ nhất, xin hỏi du thống lĩnh, trước ngươi không phải đáng ma quân tuần bên trong dùng sao lúc nào đột nhiên biến thành phá thiên quân thống lĩnh vì sao chúng ta vừa mới tiếp nhiệm vụ tiến vào kiếm sát bí cảnh, các ngươi cũng vừa lúc cũng tiếp một cái nhiệm vụ đi vào kiếm sát bí cảnh. Hừ, du thiên nghịch lạnh lùng hừ một cái nói, ta trở thành phá thiên quân thống lĩnh, đây là chức vụ bên trong điều động, việc này là rõ ràng thượng tướng quân thân trị số lý, hết thảy đều có bằng có chứng. Còn nhiệm vụ, các ngươi có thể tiếp kiếm sát bí cảnh nhiệm vụ, chúng ta liền không thể tiếp lại nói nhiệm vụ này là phía trên phân công xuống tới chúng ta chỉ là tuân quân lệnh làm việc thôi a à, nguyên lai là dạng này giang giật nhẹ gật đầu lập tức nhìn lướt qua vô số đại gia tộc công tử đùa cợt cười nói các người đội quân này thật đúng là rất khéo a à. nhiều như vậy công tử tất cả đều tại cùng một con quân đội bên trong rất nhiều người có vừa lúc cùng ta giang giật có thù dù thiên nghịch không tiếp lời mặc cho giang giật châm chọc khiêu khích giang giật trầm ngâm một lát hỏi vấn đề thứ hai dù thống lĩnh Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Chúng ta tại Phong Linh Sơn tiêu diệt toàn bộ anh linh thời điểm, bốn phương tám hướng đột nhiên tới vượt qua 500 vạn kiếm sát tộc vây giết chúng ta, việc này cùng ngươi có quan hệ hay không? Du Thiên nghịch chém đinh chặt sắt nói ra, việc này làm sao có thể cùng ta có quan hệ, ngươi có thể khống chế kiếm sát tộc, ta cũng không có bản lãnh này. Hơn nữa lúc ấy chúng ta tại trăm quỷ lâm, cùng các ngươi căn bản không phải một cái phương hướng. A à, có đúng không? Giang giật trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nhếch miệng cười nói: "Ta ngay từ đầu cũng sẽ không khống chế kiếm sát tộc, nếu không ngươi đã sớm chết." "Không phải nói cái này, xin hỏi Du thống lĩnh, vì sao ta cùng kỳ thượng tướng quân theo kiếm sát tộc bên trong phá vây, vừa vặn hai người đều dầu hết đèn tắt, người bị thương nặng thời điểm, vì sao vừa lúc cùng các ngươi gặp nhau thủ đao mới vừa nói ngươi là dẫn người đuổi theo giết Anh Linh?" "Ta có chút nghĩ không thông, ngươi mang theo 20 cái phong hào chiến thần cấp cấp cường giả, còn có bốn cái mị ảnh tộc thích khách, truy sát một chút Anh Linh?" có thể theo trăm quỷ lâm truy sát đi phong linh sơn bên kia lưỡng địa tranh lệch ít nhất có ức vạn lý a du thiên nghịch có chút không biết trả lời như thế nào chỉ là nhiều như vậy con mắt đều nhìn mình chầm chầm. hắn chỉ có thể cắn răng loạn nói ra đào tẩu anh linh quá nhiều chúng ta một đường truy sát tự vừa lúc cùng các ngươi gặp nhau lại là vừa lúc xem ra chúng ta cùng du thống lĩnh thật rất có duyên phận a giang giật cười nhạt một tiếng sắc mặt lại đột nhiên trở nên lăng lệ quát khẽ nói đã vừa lúc gặp gỡ chúng ta vừa mới bị kiếm sát tộc truy sát, các ngươi vì sao không cứu người, ngược lại muốn hại người người ta có thù, các ngươi công kích ta không có vấn đề, vì sao muốn công kích tướng quân cuối cùng còn muốn cầm xuống thượng tướng quân thượng tướng quân chức quan lớn hơn ngươi, người đây là phạm thượng, người biết không? Giang giật đoạn văn này thanh sắc câu lệ, chính khí lăng nhiên, nói đến du thiên nghịch không cách nào phản bác. Bất quá du thiên nghịch nội tâm ngược lại là vui mừng, giang giật cũng không có nói hắn ý đồ làm bẩn kỳ thanh trần thân thể sự tình đầu óc hắn nhất chuyển lần nữa vui mừng, giống như Giang giật bị cầm xuống sau căn bản không động được nói một cách khác, Giang giật phía trước cũng không có thời gian cùng cơ hội đi đóng dấu thạch ghi chép. Hắn hoàn toàn có thể lật ngược phải trái, dù sao không có chứng cứ, kỳ thanh trần càng không thể làm mọi thuyết A à dạng này sẽ để cho nàng danh dự tổn hao nhiều, nữ tử phương diện này khẳng định không có ý tứ mở miệng. Hắn trầm tư một lát, lạnh giọng nói ra, điểm ấy ta thừa nhận, ta đích xác xúc động một chút, công kích người cùng thượng tướng quân, nhưng ta cũng không có giết người. Chỉ là muốn giáo huấn người bọn họ một trận, cầm xuống thượng tướng quân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng chiến lực mạnh như vậy. Mà giang giật ngươi là thế nào làm trực tiếp dùng yêu pháp khống chế kiếm sát tộc đem y vu 4 người tươi sống chém giết. Rất tốt, giang giật nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn về phía ô thiên vương nói, ô thiên vương, long thiên vương, vấn đề của ta hỏi xong. Lấy các ngươi trí tuệ chắc hẳn minh bạch chuyện trước sau trải qua a à giống như các ngươi còn nghĩ không ra, ta có thể nói cho ngươi du thiên nghịch là cái gì đặc thù chủng tộc, trên tay của ta còn có một cái ấn thạch. Tốt, ô thiên vương cùng long thiên vương liếc nhau, hai người trong con người hiện lên một tia nổi giận. Ô thiên vương lãnh mâu quét qua du thiên vương nói, du phong, nhà ngươi con em, chính ngươi xử lý đi. chương 1525, phế, có thể trở thành đảng ma quân tam đại thống soái ba người đều không phải là ngớ ngẩn, ngược lại trí tuệ như hải. Giang giật mấy vấn đề, du thiên nghịch tránh né ánh mắt, thiên hàn quân chủ như thế nổi giận, ba người thoáng cái liền hiểu chuyện đã xảy ra. Du thiên nghịch là cái gì đặc thù chủng tộc, ô thiên vương cùng long thiên vương phi thường tinh tường, du thiên nghịch là hai người nhìn xem lớn lên, hắn là cái gì nước tiểu tính, hai người cũng lòng dạ biết rõ. Giang giật rất nhiều chuyện không có điểm thấu, một là đang bảo vệ kỳ thanh trần danh dự, hai là cho tam đại thống xoái mặt mũi, giống như những này bê bối bộc lộ ra đi, về sau ai còn đáng ma quân công chính tính. Đảng ma quân bản thổ thế lực, như thế tứ không kiêng sợ như thế diệt việt nhân tính liền mạnh mẽ gian loại chuyện này cũng dám làm dám lợi dụng du thiên vương quyền thế làm sằng làm bậy về sau vạn giới làm sao tin tưởng đáng ma quân doanh đại gia tộc công tử tiểu thư tới này lịch luyện có thể hay không cũng bị lạng yên giết gian thiên hàn quân chủ sẽ dẫn người đi thiên giới cùng minh tộc quyết nhất tử chiến rất có thể đời này tựu không về được hắn là vì toàn bộ nhân tộc đi chiến đấu nhưng hắn còn chưa đi lại có người mưu hại hắn độc nữ như hắn đi thiên hàn giới không phải lập tức bị diệt về sau ai còn dám đi thiên giới. Ách, du thiên nghịch biến sắc cuống lên, vội vàng mở miệng giải thích, hai vị thống soái đừng muốn nghe giang giật. Ngậm miệng, du thiên vương mặt âm trầm quát khẽ, kỳ thật thiên hàn quân chủ nổi giận thời điểm, nội tâm của hắn đã đoán được rất nhiều chuyện. Chính hắn tôn tử hắn còn có thể không hiểu rõ hôm nay việc này giang giật có lỗi, nhưng du thiên nghịch sai cũng là không thể tha thứ, giống như không xử lý du thiên nghịch, về sau đáng ma quân doanh uy tín tựu không còn sót lại chút gì, thiên hàn quân chủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ra ra, du thiên nghịch cảm giác có có cái gì không đúng, vội vàng cầu khẩn nhìn qua du thiên vương, cái sau thân thể lóe lên, một bàn tay đập vào trên mặt, phẫn nổ quát, đừng gọi ta ra ra, ta không có ngươi dạng này tôn tử, từ hôm nay trở đi ngươi về sau không phải là chúng ta du ra tử tôn. Phốc, du thiên vương một tát này rất ác độc, du thiên nghịch răng toàn bộ bị đánh nát, mặt đều biến hình thân thể trùng điệp hướng nơi xa đập bay mà đi khắp nơi một mảnh xôn xao du thiên vương cái này quá độc ác trước mặt mọi người đem du thiên nghịch cho trục xuất gia tộc coi như về sau lặng lẽ để hắn trở về đời này đoán chừng cũng không thể quang minh chính đại thượng vị ha ha giang giật cùng kỳ thanh trần liếc nhau hai người đều cười lạnh đánh một bàn tay trục xuất gia tộc việc này coi như xong kỳ thanh trần thế nhưng là kém chút bị điếm ô mà lại thần dương tộc đặc biệt bản sự có thể làm cho kỳ thanh trần thể xác tinh thần luân hãm đến lúc đó kỳ thanh trần cái này đều hủy đi, thiên hàn giới cũng sẽ biến thành du ra. Ha ha, thiên hàn quân chủ cũng cười một tiếng, hắn mặc dù là cười, nhưng toàn thân đều toát ra một cỗ lạnh ý. Hắn chỉ như vậy một cái độc nữ, vẫn là lão niên đến nữ, đem so với cái gì đều trọng, giống như du thiên vương nghĩ tính như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiu, du thiên vương thản nhiên nhìn thiên hàn quân chủ một chút, bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng thân thể lần nữa lóe lên, đối du thiên nghịch bụng dưới hung hăng đập tới. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Du Thiên Nghịch phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt, lần này vô số mặt người sắc đại biến, Ô Thiên Vương, Long Thiên Vương đều có chút không đành lòng quay đầu ra đi. Bởi vì, Du Thiên Vương một quyền đem Du Thiên Nghịch thần hạch cho làm vỡ nát, Du Thiên Nghịch đời này xem như triệt để phế đi, coi như tìm kiếm thiên tài địa bảo một lần nữa ngưng tụ thần hạch, hắn đời lại không thể nào đạt được Diệt Ma Chiến Thần cảnh giới. Kỳ Thanh Trần sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, nhìn qua ở giữa không trung ôm bụng dưới lăn lộn, Thống Khổ Chu lên Du Thiên Nghịch, nội tâm oán khí thư hoãn rất nhiều. Dù sao Du Thiên Nghịch đời này đã hủy, cũng coi là đạt được trừng phạt. Hắn vẫn là từ tay bị gia gia hắn phế bỏ, đời này đoán chừng muốn tại trong thống khổ vượt qua. Ha ha, Giang giật cùng Thiên Hàn Quân chủ lại lần nữa cười lạnh, hai người rõ ràng cho rằng dạng này còn chưa đủ, hai người đều là nhân vật hung ác, tại hai người xem ra Du Thiên Nghịch coi như chém thành muôn mảnh cũng không đủ. Du Thiên Vương nghe được hai người tiếng cười lạnh, thân thể run lên bi phẫn quay đầu nhìn thiên hàn quân chủ một chút, cuối cùng cắn răng lấy ra kia cán không đầu trường thương, đối du thiên nghịch dưới hông đột nhiên đâm tới. a à, du thiên nghịch mặc dù mặc cực phẩm thần khí chiến giáp, nhưng du thiên vương trường thương thế nhưng là đạo thiên linh bảo, một nhát này nhẹ nhõm đâm rách chiến giáp của hắn, đem hắn dưới hông nổ nhão nhuệt, hắn cây thần cũng bị nổ vỡ nát. Kỳ huynh, dạng này có thể hài lòng, du thiên vương mặt không thay đổi thu hồi trường thương, quay đầu nhìn thiên hàn quân chủ một chút cái sau miễn cưỡng gật đầu nói, Du huynh quân Pháp bất vị thân, đáng ma quân quả nhiên danh bất hư truyền, kỳ nào đó bội phục. Du thiên vương ô thiên vương long thiên vương toàn bộ thở dài một hơi, giống như thiên hàn quân chủ còn không hài lòng, vậy chỉ có thể chém giết du thiên nghịch. Ô thiên vương vung tay lên nói, người tới, đem du thiên nghịch dẫn đi, trục xuất đáng ma quân doanh, đời này tử không đến bước vào đáng ma cốc. Một tên du gia cường giả lập tức mang theo đã ngất đi du thiên nghịch nhanh chóng rời đi, du thiên nghịch triệt để biến thành phế nhân, thần hạch bị phế cây thần cũng bị phế đi coi như có thể lợi dụng linh dược mọc ra nhưng tuyệt đối không còn có cây thần năng lực du thiên vương tráng sĩ chặt tay cũng coi là nhân vật hung ác bảo vệ du thiên nghịch một cái mạng cũng có thể cho du gia nghĩ biện pháp sinh ra một cái hậu đại không đến mức đoạn tử tuyệt tôn cây thần không còn một lần nữa dài một cái vận khí tốt vẫn là có cơ hội thai ngén hậu đại các loại chờ du gia người mang theo du thiên nghịch xuống dưới về sau du thiên vương tại thời khắc này ngược lại cười Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Giang giật nói, đã du thiên nghịch sự tình xử lý xong, có phải hay không công việc quan trọng thẩm thoáng cái Giang giật việc này sai tại du thiên nghịch, điểm này không cần chất vấn, bất quá. Giang giật chẳng lẽ tự thật không sai kỳ huynh, ngươi cho là thế nào? Thiên hàn quân chủ trầm mặc, du thiên vương nói không sai. Việc này du thiên nghịch có lỗi, nhưng Giang giật cũng có lỗi. Chí ít, hắn không nên vận dụng tư hình, hắn không nên để kiếm sát tộc đánh giết đại quân, 12.000 người A, đoán chừng việc này bạch ra cùng cửu ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù thiên vương tự nói rõ muốn truy cứu. Phụ hoàng, kỳ thanh trần cuống lên, hai cánh tay bắt lấy thiên hàn quân chủ cánh tay, ánh mắt lại bỏ ra ô thiên vương long thiên vương nói, hai vị thống soái giang giật là bởi vì ta mới nhất thời hồ đồ, hắn cũng là bị tức điên rồi, giống như nhất định muốn hỏi tội, ta nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đảm đương. Ha ha, giang giật đột nhiên cười, cắt ngang kỳ thanh trần, nhìn qua nàng thoải mái cười nói, thượng tướng quân, Việc này ta nói, ai làm nấy chịu, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan. Ngươi là ta giết, ngươi lẫn vào cái gì ba vị thiên vương, muốn chém giết muốn róc thịt muốn phế, cho câu thống khoái nói. Ta chỉ muốn nói một câu coi như thời gian đảo ngược, ta vẫn như cũ sẽ không do dự, ai muốn giết ta giang giật, liền muốn trả giá đắt. Tốt, thiên hàn quân chủ hét lớn một tiếng, khen, là tên hán tử, giang giật, nếu ngươi có một ngày có thể đạt tới phong vương cấp, bản vương liền đem nữ nhi gả cho ngươi. Hoa! Toàn trường xôn xao, kỳ thanh trần sắc mặt đỏ lên, dậm chân một cái âm thầm phàn nàn, đến lúc nào rồi thiên hàn quân chủ còn nói loại này lời vô vị như ô thiên vương quyết tâm muốn chém giết giang giật, cái kia còn có cái gì về sau. Thông minh, độc linh lại âm thầm giơ ngón tay cái lên, đây là đảng ma quân doanh nội vụ sự tình, thiên hàn quân chủ không thật nhiều can thiệp. Hắn câu nói này nhưng thật ra là tại cho ô thiên vương cho thấy thái độ, đồng thời làm áp lực, trả lại ô thiên vương một cái hạ bậc thang dù sao giống như Giang Giật là thiên hàn quân chủ tương lai con rể, tính chất tự hoàn toàn khác nhau. Thiên hàn quân chủ câu nói này kỳ thật cũng là tại cho thấy, bạch gia cùng cửu gia hắn sẽ đích thân ra mặt điều đình, để bọn hắn không truy cứu. chương 1526, dựa vào cái gì? Ô thiên vương do dự, một bên là thiên hàn quân chủ, một bên là du thiên vương, hắn là tình thế khó xử. Giang Giật mặc dù tình có thể hiểu, nhưng giết nhiều người như vậy là sự thật, giống như không định tội, về sau đáng ma quân kỳ làm sao còn sẽ có lực uy hiếp. Du thiên nghịch là du thiên vương duy nhất tôn, đều bị trục xuất su xu ra cùng thuận đáng ma quân doanh, còn bị phế đi đan điền cùng cây thần, giang giật giống như cứ như vậy buông tha, hắn như thế nào cùng đáng ma quân doanh mấy trăm vạn quân sĩ bản giao. Càng nghĩ, ô thiên vương mở miệng, giang giật, việc này mặc dù bởi vì du thiên nghịch mà lên, nhưng người huyết tinh trả thù, lạm sát kẻ vô tội vi phạm với đáng ma quân kỳ đây là sự thật. Lúc đầu theo luật ngươi là tử tội, bất quá cân nhắc đến người niên kỳ thiện nhỏ, mới gia nhập đáng ma quân không lâu, sở dĩ bản vương pháp ngoại khai ân, cho người ba cái lựa chọn đệ nhất, người tự phế thần hạch, thứ hai, thần ngục cầm tù 500 năm, thứ ba, đi luyện ngục bí cảnh ngây ngốc 3 ngày. Vù vù, kỳ thanh trần cùng độc linh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thậm chí độc linh trên thân sát khí lấp lánh, giống như giang giật ra lệnh một tiếng đoán chừng muốn xuất thủ liều mạng. Ba cái lựa chọn đều vô cùng độc, đầu thứ nhất phế đi thần hạch, giang giật đời này cũng liền phế đi, đầu thứ hai cầm tù 500 năm các loại chờ, giang giật ra đều thương hải tang điền, biến thành lão đầu tử, rất có thể cũng sẽ ở trong lao điên mất chết đi, còn như điều thứ ba càng là tử lộ. Thiên hàn quân chủ sắc mặt cũng trầm xuống, không bằng hắn cũng không có nói cái gì. Giống như đổi hắn là ô thiên vương, đoán chừng cũng sẽ như thế xử trí, dù sao chết nhiều người như vậy, cũng nên cho đảng ma quân một cái công đạo, cho những cái kia gia tộc một cái công đạo, cho du thiên vương một cái công đạo. Du thiên vương mặc dù có chút khó chịu, Bất quá tại ô thiên vương nói ra cái này ba cái lựa chọn về sau, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao du thiên nghịch cũng không có giết, hắn nói thêm nữa tự ra vẻ mình không có khí lượng. Luyện ngục bí cảnh là cái gì? Giang giật nhìn lướt qua thiên hàn quân chủ, trầm giọng hỏi. Đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai, kia là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, phế đi thần hạch cùng cầm tù 500 năm vậy không bằng giết hắn. Hắn chỉ có nhìn xem con đường thứ ba thế nhưng là đường sống, giống như không phải nói hắn chỉ có tử chiến, hắn chưa từng là mặc người nhào nặn người, nếu như không có đường sống cho hắn, hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt đi chết. Ai, thiên hàn quân chủ khe khẽ thở dài, truyền âm giải thích nói, luyện ngục bí cảnh tự nhiên là một cái bí cảnh, người biết địa giới thập đại kinh khủng bí cảnh a luyện ngục bí cảnh. Liền là xếp hạng thứ nhất bí cảnh, bên trong phi thường khủng bố, đừng nói ngươi chút thực lực ấy, coi như thanh trần đi vào đều ngốc không được hai ngày, tuyệt đối phải phát cuồng chết đi, hoặc là bị bên trong âm thú chém giết. Coi như chúng ta cấp bậc, đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể ở bên trong đợi một tháng Giang giật, ta đề nghị ngươi chọn đầu thứ hai Địa sát vương cùng mị ảnh vương sẽ nghĩ biện pháp để ngươi sớm ra Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp Giang giật, chuyện này là đáng ma quân nội bộ sự tình Ta không có quyền can thiệp, vì địa giới ổn định Ta cũng không thể chơi liên quan, thật có lỗi Đầu thứ hai, Giang giật đùa cợt cười một tiếng Thượng giới 500 năm hạ giới liền là 5 vạn năm Kia là cỡ nào lâu đời tuế Nguyệt A năm vạn năm sau lại biến thành bộ dáng dị y thiền tô như tuyết doãn nhược băng các nàng còn sống không hắn có thể còn sống đi ra thần ngục sao ha 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 sang giật đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả mái tóc màu đỏ ngòm lăng không bay múa trong tay hỏa long kiếm quang mang lóe lên lóe lên tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập vô tận đùa cợt vô tận cô đơn vô tận bi thương hắn cười đến nước mắt đều đi ra cười đến thương thế bị khiên động bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy nhưng hắn còn tại cười to không ngừng toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có giang giật tiếng cười to vang vọng khắp nơi, độc linh trong tay một cái binh khí hiển hiện, trên thân sát khí vô hạn dâng lên, tùy thời chuẩn bị cùng giang giật cùng một chỗ liều chết một trận chiến. Kỳ thanh trần nhìn qua điên cuồng giang giật, nội tâm không hiểu đau lòng, trong mắt nước mắt im ắng chảy xuống. Nàng cũng không phải là một cái yếu ớt người, nhưng hôm nay lại bởi vì giang giật tao ngộ, bởi vì chính mình bất lực, bởi vì chính mình thúc thủ vô sách, không hiểu liền muốn rơi lệ. du thiên vương trường thương trong tay quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị cho Giang giật một kích chí mạng, hắn có lẽ liền đang chờ Giang giật nổi điên công kích, hắn tốt công minh chính đại chém giết Giang giật. Tam đại trí cao thống soái ba cái phong vương cấp. Như Giang giật thật dám làm loạn, thiên hàn quân chủ đều không gánh nổi Giang giật. Giang giật không có động thủ, hắn cười to một trận, đột nhiên nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, thẳng đến trong thân thể không còn truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Ánh mắt của hắn mới như hai thanh lợi kiếm nhất bắn về phía ô thiên vương, lạnh giọng hỏi, ô thống soái ta có mấy cái vấn đề, không biết có thể hay không thỉnh giáo. Ô thiên vương mặt không biểu tình, nói chỉ là một chữ, nói. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, sang giật một tay đột nhiên chỉ hướng ô thiên vương, gầm thét giống như đổi lấy ngươi ở vào vị trí của ta, du thiên nghịch gấp trăm lần tính toán ngươi, kém chút để ngươi vạn kiếp bất phục, tại ngươi có thể khống chế kiếm sát tộc về sau, có được diệt sát du thiên nghịch thực lực, ngươi làm như thế nào chẳng lẽ ngươi lại bởi vì đáng ma quân kỳ, buông tha du thiên nghịch chẳng lẽ người biết thành thành thật thật đi đáng ma cốc trình bày chi tiết lên án du thiên nghịch có một cái ra ra là đáng ma quân trí cao thống soái người cảm thấy ta đi trình bày chi tiết đi lên án du thiên nghịch hội hoạch tội dựa vào cái gì hắn có thể đủ kiểu tính toán ta có thể tùy ý mưu hại ta ta có thực lực vì sao không thể chém giết hắn ngươi nói cho ta dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì giang giật cuối cùng ba chữ cơ hồ là cuồng loạn gầm thét nói ra được Ba chữ này tại khắp nơi quanh quẩn không ngớt, tại mọi người trong tai quanh quẩn không ngớt, để rất nhiều người cảm động lây, đều bắt đầu trầm mặc. Thiên Hàn quân chủ ánh mắt híp lại, Long Thiên Vương ánh mắt rời đi, giống như giang giật lời này nếu là hỏi bọn hắn, bọn hắn thật đúng là không biết trả lời thế nào. Ô Thiên Vương cũng trầm mặc, sau một lúc lâu hắn mới hở hứng nói ra, dựa vào chúng ta là quy tắc chế định người, bằng ngươi không phải chúng ta đối thủ, bằng chiến lực của ngươi không đủ để uy hiếp quần hùng, lý do này đủ sao giang giật, thế giới này vốn là không có đạo lý có thể nói thực lực liền là chân lý người đã không có chúng ta mạnh người đã tại chúng ta đãng ma quân doanh người liền muốn tuân thủ trò chơi của chúng ta quy tắc nói như vậy có đủ hay không ngay thẳng toàn trường yên tĩnh như chết rất nhiều người đầy mắt ngạc nhiên ô thiên vương càng như thế giải thích càng như thế ngay thẳng những đạo lý này kỳ thật rất nhiều người đều hiểu nhưng vẫn chưa có người nào trước mặt mọi người nói ra càng không có nghĩ tới ô thiên vương sẽ làm chúng nói như vậy đủ rồi Giang giật tại thời khắc này ngược lại cười, giống như ô thiên vương không phải như vậy trả lời, mà là qua loa lừa gạt, đại nghĩa lẫm nhiên giáo huấn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không phục, cũng sẽ liều chết một trận chiến, oanh oanh liệt liệt chết đi. Trên người hắn dâng lên sát khí yếu đi xuống dưới, phất phất tay để độc linh lui ra. Hắn cúi đầu xuống trầm ngâm, trọn vẹn mười hơi thời gian sau mới ngẩng đầu lên nói, ta chọn điều thứ ba, ta đi luyện ngục bí cảnh ngốc ba ngày, bất quá ta có thể chữa khỏi vết thương chuẩn bị một chút lại đi vào sao. Có thể, ô thiên vương không có chút gì do dự tự một cái đáp ứng, hắn trầm giọng quát, bản vương cho ngươi một ngày thời gian, một ngày sau ngươi đi sông luyện ngục bí cảnh, giống như ngươi có thể ở bên trong ngốc đủ ba ngày, bản vương tự mình đi tiếp ngươi trở về. chương 1527, luyện ngục bí cảnh. Từ khi Giang giật quyết định chém giết du thiên nghịch một khắc này, hắn liền nghĩ qua kết quả xấu nhất. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Chính như chính hắn nói, giống như hắn không chém giết du thiên nghịch, để Du Thiên Nghịch trốn về đảng ma quân doanh, hắn đi trình bày chi tiết thật có tác dụng sao Du Thiên Nghịch như cũ sống được có tư có nhuận, dù ai cũng không cách nào làm sao hắn. Tuy nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng Giang Giật xưa nay không là loại kia ẩn nhẫn người, hắn quyết định muốn giết chết Du Thiên Nghịch, vậy thì cái gì cũng sẽ không quản, đâm phá thiên lại nói. Cuối cùng chăn trời xuyên phá, tam đại trí cao thống soái đều xuất hiện, xúc động hậu quả tới. Thiên Hàn quân chủ không gánh nổi hắn, điểm ấy hắn không có bất kỳ cái gì oán khí, dù sao hắn giết nhiều người như vậy, thiên hàn quân chủ là địa giới cường giả, lại không phải đáng ma quân doanh trí cao thống soái Hắn cuối cùng không có lựa chọn liều mạng, cũng không phải là hắn sợ chết, càng nhiều hơn chính là bởi vì độc linh. Cái này mị ảnh tộc khí đồ, theo hắn thời gian không lâu lắm, nhưng hai người kinh lịch nhiều lần sinh tử, trong lòng hắn độc linh là tuyệt đối người một nhà, mà không phải hắn hồn nô. Hắn như khai chiến, kết cục chỉ có một con đường chết, thiên hàn quân chủ kỳ thanh trần đồng dạng không gánh nổi hắn ngược lại kỳ thanh trần có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên độc linh cũng hữu tử vô sinh coi như bọn hắn có thể chém giết một số người lại như thế nào đương nhiên nội tâm của hắn vẫn là có một tia hy vọng xa vời luyện ngục bí cảnh là địa giới đệ nhất kinh khủng bí cảnh kỳ thanh trần thực lực nhiều nhất chỉ có thể ngốc hai ngày đã kỳ thanh trần đều có thể ngốc hai ngày vậy hắn còn có một chút hy vọng sống bởi vì hắn có kiếm sát vương ai cũng không muốn chết giang giật tự nhiên như thế hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, hắn còn có mấy cái thê tử muốn thủ hộ, còn muốn thủ hộ thiên tinh giới, muốn cứu ra y phiêu phiêu cùng Giang Tiểu Nô, hắn muốn cùng Lục ưng vương một trận chiến. Ô thiên vương thẳng thắn, để hắn chịu phục, hắn quyết định liều một phen, đi xông luyện ngục bí cảnh trước đem độc linh trồng sen lẫn trả lại cho hắn, tại để kỳ thanh trần an bài tốt độc linh, như thế độc linh liền có thể sống xuống tới. Hắn đem kiếm sát vương thu nhập không gian giới chỉ về sau, thu hồi hỏa long kiếm, tại long thiên vương tự mình hộ tống dưới, đi truyền tống trận, một đám người toàn bộ truyền tống về đảng ma cốc. Trở lại đáng ma cốc về sau, ô thiên vương hạ lệnh đóng lại sở hữu truyền tống trận, thẳng đến giang giật đi luyện ngục bí cảnh sau lại mở ra truyền tống trận. Như vậy coi như thiên hàn quân chủ cũng vô pháp cưỡng ép mang đi giang giật, mà lại ô thiên vương để long thiên vương một mực đi theo giang giật, chờ một ngày sau đó tự mình đưa giang giật đi luyện ngục bí cảnh. Dù thiên vương đối với cái này xử phạt rất là hài lòng, giang giật thủ đoạn rất nhiều, còn có thể quỷ dị khống chế kiếm sát tộc nhưng hắn cảnh giới thật quá thấp. Tại Du Thiên Vương xem ra đừng nói đi vào ngốc ba ngày, coi như một ngày cũng tuyệt đối ngốc không được, sẽ lập tức mất mạng. Hắn đã từng đi sông sáo qua luyện ngục bí cảnh, biết rõ bên trong chỗ kinh khủng. Giang giật sau khi trở về, mang theo độc linh trở về tòa thành, sau đó trực tiếp bế quan chữa thương. Kỳ Thanh Trần cùng Thiên Hàn quân chủ đi theo Giang giật đi hắn tòa thành bên trong, bất quá Giang giật vừa về đến tự bế quan, Kỳ Thanh Trần chỉ có thể một bên ở bên ngoài chữa thương, một bên chờ đợi Giang giật xuất quan. Đại quân trở về, toàn bộ đảng ma quân doanh sôi trào, dù thiên nghịch trước đó bị mang theo trở về, lại là một tên phế nhân, cũng không có tại đảng ma cốc dừng lại, lập tức bị mang theo truyền tống rời đi, ai cũng không biết bị mang đến cái nào. Bất quá xem tình huống này, dù thiên nghịch đời này chỉ có thể là phế nhân, cũng vĩnh viễn không về được. Các loại chờ đại quân trở về đem kiếm sát bí cảnh sự tình truyền ra, toàn bộ đảng ma cốc vô số võ giả đều chấn động đến nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, duy nhất một điểm có thể xác định Giang Giật nổi danh. Giang Giật thanh danh lực áp sở hữu công tử, đoán chừng chỉ có tiểu ưng vương cùng kỳ thanh trần nhưng so sánh. Tin tưởng tin tức này cũng không cần quá lâu hội truyền khắp toàn bộ địa giới, mặc kệ lần này Giang Giật có thể hay không theo luyện ngục bí cảnh bên trong ra, hắn chú định danh dương vạn giới. Y bất hối biết được tin tức về sau, trước tiên đưa tin trở về thánh linh giới, địch linh nhi được thả ra về sau, cũng lập tức đi tìm địch thiên quân đưa tin hồi trở lại địa sát giới, báo cáo địa sát phương. Còn như y vu bốn người bị giết sự tình, y bất hối không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại ám đạo giết tốt. Hắn tin tưởng việc này truyền cho mị ảnh vương, mị ảnh vương cũng không biết nửa điểm để ý. Giang giật thế nhưng là y phiêu phiêu nhi tử, y phù tính là thứ gì trọng yếu nhất chính là giang giật có thể khống chế kiếm sát tộc, có thể cùng độc linh liên thủ kích thương du thiên vương. Điều này nói rõ cái gì nói rõ giang giật giá trị so y vu mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Đáng tiếc, Mị Ảnh Vương cùng Địa Sát Vương hai người đưa tin tới, để Y Bất Hối cùng Địch Linh Nhi vô cùng thất vọng. Hai người cũng không tính can thiệp việc này, một là bởi vì Đãng Ma Quân doanh tính đặc thù, để nhị liền là hai người dù cho ra mặt, Ô Thiên Vương khẳng định cũng sẽ không cho mặt mũi, trừ phi cưỡng ép tiến đánh Đãng Ma cốc mang đi giang giật, nói như vậy địa giới liền sẽ đại loạn, ngược lại sẽ cho minh tộc có cơ hội để lợi dụng được. Y Bất Hối cùng Địch Linh Nhi đi giang giật tòa thành, nhưng giang giật còn đang bế quan chữa thương hai người chỉ có cùng kỳ thanh trần bọn người cùng một chỗ khổ đợi. Thiên Hàn quân chủ ngược lại là đi, đi một tòa xa hoa tòa thành bên trong ở, thân phận của hắn không có khả năng tại cái này trông coi giang giật. Nhưng Long Thiên Vương một mực tại tòa thành bên trong, trông coi giang giật, rất rõ ràng là sợ giang giật trượt. Giang giật chữa thương sau 10 canh giờ ra một chuyến, bất quá chỉ là truyền âm mời kỳ thanh trần giúp một chút, lại tiếp tục trở về tu luyện bế quan. Hắn phải nắm chặt mỗi một hơi thở thời gian để cho mình thực lực trở nên cường đại, để cho mình sống sót. Hắn mời Kỳ Thanh Trần giúp một tay rất đơn giản, hắn cần một cái đàn, cần một cái lớn nhất không gian thần khí. Không gian thần khí dễ làm, Kỳ Thanh Trần tìm được thiên hàn quân chủ, cái sau trực tiếp đem chính mình không gian thần khí cho giang giật, Kỳ Thanh Trần cùng thiên hàn quân chủ trong hai người tâm cũng giấy lên một tia hy vọng. Giang giật muốn không gian thần khí, rõ ràng là muốn đi kiếm sát bí cảnh mang đi tận khả năng thêm kiếm sát tộc. Ô Thiên Vương có thể nói, tùy ý Giang giật chuẩn bị, hắn mang theo một đám kiếm sát tộc đi vào cũng không tính vi quy có một đám kiếm sát tộc bảo hộ giang giật chí ít có thể sống được lâu hơn một chút còn như có thể hay không chống đỡ ba ngày thiên hàn quân chủ trong lòng cũng không chắc chắn đàn càng dễ tìm hơn kỳ thanh trần tự mình đi bảo vật các dùng chiến công đổi ba thanh tốt nhất bảo đàn sau đó về tới tòa thành bên trong chậm đợi giang giật xuất quan sông luyện ngục bí cảnh quân chủ ngươi vì sao mặc kệ giang giật địa sát giới vô danh ở trên đảo Mạch Lăng Thu mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng nghi ngờ nhìn qua thản nhiên uống trà địa sát quân chủ. Nhìn thấy hắn nửa ngày không có đáp lời, hắn vừa trầm chìm thở dài nói ra, mị ảnh vương cũng thật là, ngoại tôn của mình đều mặc kệ, giang giật mà chết tại luyện ngục bí cảnh bên trong, y phiêu phiêu không phải hận hắn cả một đời a à. Lăng Thu, người sai, địa sát quân chủ cuối cùng mở miệng, hắn vuốt vuốt sâu bạc trắng nói, không phải chúng ta không muốn quản, mà là đừng để ý đến không chỉ là bởi vì chúng ta nhúng vào đảng ma quân doanh sự tình, rất dễ dàng để địa giới đại loạn, càng quan trọng hơn là bởi vì giang giật, ta cùng mị ảnh vương nếu như đi quản hắn, mới là thật hại hắn. Mạch Lăng Thu có chút không hiểu nháy nháy mắt, hỏi quân chủ, đây là ý gì ngươi biết luyện ngục bí cảnh khủng bố cỡ nào? Là rất khủng bố, thì tính sao? Địa sát quân chủ lắc đầu nói, là chân long cũng nên một mình bay lượt, một cái bị diều hâu che chở chim ưng con đời này là không bay lên được. Chim ưng con sau khi lớn lên, diều hâu không chỉ có sẽ không che chở bọn chúng, ngược lại sẽ đưa chúng nó đẩy tới vách núi, chim ưng con hoặc là ngã chết, hoặc là chỉ có thể chính mình học được bay lượn. Địa sát quân chủ sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thảo thiên giới sắp không chống nổi A Giang giật. Giống như ngươi là hắn tuyển định người, như vậy ngươi nhất định phải sống qua cửa này. Giống như không phải, liền để thanh kiếm kia đi tìm đời tiếp theo chủ nhân đi chương 1528, dập đầu ba cái. Một ngày thời gian nói trưởng rất dài, nói ngắn thật rất ngắn. Giang giật thương thế ngược lại là rất nhanh liền triệt để khôi phục, không bằng hắn một mực tại bế quan bên trong, hắn nghĩ cố gắng đem thực lực đề cao một tia, để cho mình sống tiếp tỷ lệ càng hơn hơn phân. Thời gian ngắn như vậy, đi lĩnh hội pháp tắc, lĩnh hội cái khác thần thông thời gian đều không đủ. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp lĩnh hội thần âm pháp tắc, còn có cảm ngộ mới xuất hiện vô danh công pháp mặt khác liền là nghiên cứu hỏa long kiếm. Thần âm pháp tác nghiên cứu một trận, cũng không có quá lớn đột phá, thứ này trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đại đột phá. Mới nhất trọng vô danh công pháp cũng không thể thời gian ngắn để cao chiến lực, chỉ là để lúc tu luyện, thiên lực tụ tập tốc độ mạnh gấp đôi. Tu luyện thiên lực tốc độ nhanh gấp đôi, cái này nhìn tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn, kỳ thật phi thường nghịch thiên. Tỷ như Giang giật tiến vào vạn lần tu luyện mật thất, hắn tu luyện thiên lực tốc độ liền là phía ngoài hai vạn lần, tiến vào 10 vạn lần tu luyện mật thất, tốc độ tự biến thành 20 vạn lần. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, thời gian ngắn như vậy, có thể tu luyện ra bao nhiêu ngày lực. Giang giật cuối cùng đem toàn bộ tâm thần đánh chúng tại hỏa long kiếm bên trên, hỏa long kiếm cái thứ tư tàn kiện xuất hiện, để giang giật có một loại phi thường cường đại thần thông, cùng một cái cường đại bảo tiêu. Kiếm sát vương, cái này tàn kiện tựa hồ tu luyện thành tinh, thế mà có thể tự động chia ra kiếm sát tộc. Nó cùng hỏa long kiếm tách rời, liền là độc lập tồn tại, miễn cưỡng nhưng so sánh phổ thông phong vương cấp cường giả đoán chừng chiến lược có thể là so kỳ thanh trần nó cùng hỏa long kiếm dung hợp lại cùng nhau hỏa long kiếm sẽ thêm một con rồng văn hỏa long kiếm phẩm giai tăng lên rất nhiều hẳn là ít nhất nhưng so sánh nguyên thủy linh bảo mà lại kiếm sát vương dung hợp về sau hỏa long kiếm xuất hiện một loại cường đại thần thông sát khí giang giật có thể khống chế hỏa long kiếm phóng thích sát khí sát khí có thể ảnh hưởng địch nhân thần trí y vô cùng ba cái mị ảnh tộc đỉnh cấp cường giả đều bị trong nháy mắt ảnh hưởng có thể thấy được cái này sát khí kinh khủng nói một cách khác giang giật bằng vào sát khí có thể ảnh hưởng phong hào chiến thần cấp cường giả lại phối hợp kiếm sát vương kiếm sát tộc giết chết phong hào chiến thần cũng không phải việc khó điều kiện tiên quyết là hắn không bị người trong nháy mắt tập sát giang giật cảnh giới của mình cùng chiến lược quá thấp nếu có cường giả đánh lén hắn căn bản không kịp phản ứng trực tiếp sẽ bị chém giết cũng như du thiên vương một thương kia giang giật đều không thấy rõ ràng thương ảnh đã bị chế trụ sở dĩ hắn mặc dù nhìn chiến lực rất biêu hãn kỳ thật đường phải đi còn rất dài giang giật bắt đầu nghiên cứu sát khí đây chính là phi thường khủng bố thần thông nhưng thời gian quá ngắn quá ngắn hắn mơ hồ chỉ là đối sát khí có một chút hiểu rõ đại nửa ngày thời gian liền đi qua được rồi sống hay chết tự xem vận khí đi giang giật tính toán thời gian một chút không dám tiếp tục tham mộ hắn còn muốn đi kiếm sát bí cảnh bên trong thu lấy kiếm sát tộc hắn con người nhất chuyển hỏa long châu sáng lên thôn thiên thú xuất hiện hắn trầm giọng đối thôn thiên thú nói ra tiểu mãnh liệt a à, ta muốn đi một cái vô cùng nguy hiểm địa phương rất có thể sẽ chết ở bên trong ngươi còn rất nhỏ về sau đường còn rất dài sở dĩ ngươi vẫn là chớ cùng lấy ta đi cái kia nguy hiểm địa phương ngươi cũng có thể sẽ chết đi chi chi tiểu thú kêu hai tiếng có chút mơ hồ nháy nháy mắt truyền âm nói đại mãnh liệt Ngươi nói cái gì a, à, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ ta sao ta mới không cần rời đi ngươi, không có ngươi, ai cho ta hỏa diễm cùng hắc phố thạch kim lô thạch ăn a. À. Giang giật im lặng trợn trắng mắt, nghe được phía trước hai câu nói hắn vẫn rất cảm động, sau khi nghe mặt hai câu lại phát hiện cái này tiểu thú không nỡ rời đi hắn, lại là sợ không có đồ ăn cái này thôn thiên thú quả nhiên là một cái ăn hàng. Hắn vươn tay đem lại lớn lên một chút, đạt tới hai ngón tay lớn như vậy thôn thiên thú chộp vào trong lòng bàn tay, ôn nhu nói ra, yên tâm đi. Ngươi về sau đi theo độc linh đi độc linh sẽ nghĩ biện pháp giúp người tìm đồ ăn người đi theo ta sẽ chết mất hừ hừ thôn thiên thú run lên đậu xanh cái mũi kiêu ngạo ngóc đầu lên nói ta mới không bằng lấy bọn hắn đâu đại mãnh liệt ta liền muốn đi theo ngươi tại hạt châu này bên trong đi ngủ thật thoải mái ta không nên rời đi ngươi ngươi như đem ta đưa cho người khác ta tự tự sát ách giang giật khẽ giật mình nhìn qua tiểu thú rất nhân tính hóa phi thường kiên nghị ánh mắt Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem tiểu thú ném vào Hỏa Long Châu bên trong, đồng thời lại luyện hóa một chút dung hợp hỏa diễm vào Hỏa Long Châu bên trong, để tiểu thú thỏa thích thôn phệ. Lão giả thần bí nói qua, như hắn chết Hỏa Long kiếm sẽ tự động bay đi, tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Sở dĩ tiểu thú tại Hỏa Linh Châu bên trong hẳn là an toàn, như hắn chết đi tiểu thú sẽ cùng theo Hỏa Long kiếm cùng đi tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. "Hô hô", hắn đứng dậy đứng thẳng, mở ra gian phòng cấm chế đi ra ngoài bên ngoài rất nhiều người độc linh địch linh nhi kỳ thanh trần long thiên vương địch thiên quân mạch hoài tang y bất hối đều tại nhìn thấy mọi người mặt mũi tràn đầy khẩn trương muốn nói lại thôi thần sắc giang giật cười nhạt một tiếng tự tin nói ra chớ khẩn trương chỉ là luyện ngục bí cảnh tuyệt đối không phải ta giang giật trinh chiến điểm cuối cùng tin tưởng ta ông kỳ thanh trần địch linh nhi đôi mắt sáng lên mạch hoài tang thì đôi mắt đẹp ảm đạm xuống tới gần nhất tiểu ưng vương vẫn là giống như trước đây đối nàng xa cách cũng không biết cuối cùng là không có thể có kết cục, mà giang giật bên này lại là triệt để không đùa. Quyền thiên vương xếp bằng ở nơi hẻo lánh bế quan, giờ phút này đôi mắt mở ra, cũng không có dị dạng biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn giang giật một chút, lại nhắm mắt lại. Ông, giang giật mi tâm quang mang lóe lên, hai cái kim sắc hồn trùng xuất hiện, hắn tiện tay đem hai cái hồn trùng ném cho độc linh nói, độc linh, cái này hồn trùng sớm nên cho ngươi, một cái khác là cổ mộc, có cơ hội nói ngươi trả lại hắn đi. Thiếu chủ, độc linh cánh tay còn không có mọc ra, thương thế ngược lại là không sai biệt lắm tốt, hắn một gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, ngươi nhất định muốn còn sống trở về, độc linh cái này đều là ngươi hồn nô, ta muốn đi theo ngươi cả một đời. Quyền thiên vương lần nữa mở mắt, lần này ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, đối với giang giật có chút lau mắt mà nhìn. Dù sao có thể làm cho một cái nắm giữ thần linh đâm mị ảnh tộc tuyệt đỉnh thích khách tâm duyệt thành phục đi theo, bản thân cái này liền có thể nói rõ giang giật rất là bất phàm. Thượng tướng quân, giúp ta chiếu cố cho độc linh. Giang giật ánh mắt nhìn về phía kỳ thanh trần, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười nói, thượng tướng quân tại kiếm sát bí cảnh lúc, nói muốn đem ta dán tại hỏa phượng bên ngoài trại lính 3 ngày ba đêm, xem ra là không có cơ hội. Hừ hừ, kỳ thanh trần trên mặt hiện lên một tia đỏ tươi, lập tức hung tợn nói ra, giang giật, chờ ngươi theo luyện ngục bí cảnh bên trong trở về, bản tướng quân sâu ngươi 10 ngày 10 đêm. Tốt, một lời đã định, giang giật gật đầu cười một tiếng, kỳ thanh trần trong tay giới chỉ sáng lên lấy ra một cái hạt châu màu đen đưa cho giang giật truyền âm nói đây là thiên hàn châu là phụ hoàng ta không gian thần khí hắn nói đưa cho ngươi bên trong còn có một phần liên quan tới luyện ngục bí cảnh tư liệu cùng ba thanh bảo đàn cảm ơn giang giật thu hồi hạt châu màu đen ánh mắt chuyển hướng địch linh nhi rất tự nhiên đưa thay sờ sờ đầu của nàng nói linh nhi tiểu thư bên ngoài quá hiểm ác người đơn thuần như vậy thiện lương vẫn là hồi trở lại địa sát giới đi có cơ hội nói ta lại nhìn ngươi, ta không, ta không quay về. Địch Linh Nhi khóe mắt hai giọt thanh lệ rơi xuống, lắc đầu nói ra, ta sẽ chờ ở đây ngươi trở về, ngươi không trở lại, ta cả một đời đều không quay về. Giang giật lần nữa khẽ vuốt địch Linh Nhi đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía y bất hối, nghiêm mặt nói ra, y bất hối, ta giết y vu bốn người, việc này các ngươi mỹ ảnh tộc muốn truy cứu, chỉ có thể chờ đợi ta trở về. Mặt khác ta nếu vô pháp đi Thánh Linh Sơn, gặp. Nàng thay ta gửi lời thăm hỏi, dập đầu ba cái. chương 1529, sống sót, tóc tóc, địch Linh Nhi cùng Kỳ Thanh Trần đều biết cái này nàng là ai, địch Linh Nhi cũng nhịn không được nữa, trong mắt như mưa rơi xuống, Kỳ Thanh Trần cũng quay đầu đi qua, đôi mắt hồng hồng, y bất hối lại lạnh giọng nói ra cái này đầu ta dập đầu không được, chính ngươi đi dập đầu đi. Ha ha, Giang giật cười một tiếng, không còn có nói nửa câu nói nhảm, hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi, tại cửa ra vào quát khẽ nói, Long Thiên Vương, làm phiền ngươi đưa ta đoạn đường, những người còn lại dừng bước đi. Quyền thiên vương nhanh chân đuổi theo, còn lại tất cả mọi người đi theo đến ngoài cửa, nhưng không có đuổi theo, chờ mắt nhìn qua giang giật cùng long thiên vương đi vào kiếm sát bí cảnh truyền tống trận. Giang giật cùng long thiên vương đi, hai người hội trở lại, bởi vì bọn hắn còn muốn truyền tống đi luyện ngục bí cảnh. Rất nhiều người bao quát hy bất hối kỳ thanh trần bọn người vẫn đứng trên quảng trường, lặng lặng chờ đợi giang giật trở về, sau đó lại đưa mắt nhìn hắn rời đi. Sau năm canh giờ, truyền tống trận sáng lên một đạo quang mang, Giang giật cùng Long Thiên Vương trở về. Giang giật linh hồn không mạnh, sở dĩ truyền tống về đến về sau, có chút hoa mắt váng đầu, không bằng hắn con mắt từ đầu đến cuối không có mở ra, mà là lạng yên truyền âm cho Long Thiên Vương nói truyền tống đi luyện mục bí cảnh. Hưu, quyền Thiên Vương mang theo Giang giật tiến vào một cái đơn độc truyền tống trận, truyền tống quang mang lần nữa sáng lên, Giang giật một mực đưa lưng về phía tòa thành phương hướng, không có xem kỳ thanh trần địch linh nhi độc linh bọn người một chút, nhìn tựa hồ rất là tuyệt tình, liền cuối cùng rời đi đều không có cáo biệt. Bất quá kỳ thanh trần bọn người biết rõ, Giang giật đây là để cho mình vững tâm, quên hết mọi thứ, bỏ qua hết thảy, dạng này mới có thể toàn lực tại luyện ngục bí cảnh bên trong chém giết, mới có thể có cơ hội sống sót. Hưu, ngay tại Giang giật cùng Long Thiên Vương muốn truyền tống lúc rời đi, một cái tòa thành bên trong một đạo thân ảnh màu xanh lục bay vụt mà lên, người này tóc lục bay múa, khí thế lăng lệ như kiếm, hắn sừng sững giữa không trung, như ứng ưng ánh mắt khóa chặt giang giật, quát khẽ, giang giật, mặc dù bản vương rất không thích ngươi, nhưng... Ngươi vẫn là phải còn sống trở về, nếu không muội muội ta sẽ rất thương tâm. Một mực nhắm mắt lại giang giật, giờ phút này đột một mở ra, khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, lộ ra một vẻ ôn nhu, lại cũng không nói gì. Truyền tống trận lúc này sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, Long Thiên Vương cùng giang giật thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Ô Thiên Vương có lệch, phong bế truyền tống trận, ba ngày sau lần nữa mở ra. Một người thủ vệ truyền thống trận thống lĩnh quát khẽ, hơn 10 tên quân sĩ dùng thủ pháp đặc biệt đánh ra các loại lưu quang, truyền thống trận quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng triệt để mất đi thần thái, truyền thống trận bị phong bế. Kỳ Thanh Trần cùng địch Linh Nhi độc linh đám người đôi mắt tại thời khắc này cũng đã mất đi thần thái, tựa hồ truyền thống trận này bị phong bế, cũng cảm giác một cỗ quan tài mền lên nắp quan tài, mọi người và gian giật sẽ âm dương lưỡng cách, đời này cũng không còn cách nào gặp mặt. Ông, Lần này không biết truyền tống bao lâu, ít nhất sau theo địa sát giới truyền tống đi thánh linh giới xa mấy lần khoảng cách, Giang giật đầu một ngực mê man, còn kém ngất đi. Thẳng đến chân đạp lên mặt đất, hắn mới thân thể mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở. Ai, quyền thiên vương nhìn qua Giang giật mặt mũi tràn đầy yếu ớt, trên trán mồ hôi lâm ly dáng vẻ có chút không đành lòng, Giang giật điểm ấy cảnh giới. Bằng chừng ấy tuổi hắn xác định có thể chịu đựng được ba ngày một cái tuyệt thế thiên tài trơ mắt liền bị hủy đi, mặc dù nội tâm của hắn cũng không phải là rất thích giang giật, nhưng vẫn như cú cảm giác có chút đáng tiếc. Hắn không có cưỡng ép đánh thức giang giật, mà là chậm đợi hắn thở ra hơi. Giang giật trọn vẹn ngồi xổm dưới đất nửa canh giờ, sắc mặt mới tốt nữa một chút, hắn vẫn là không có mở to mắt, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện để tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Lần nữa qua gần nửa canh giờ, hắn rốt cục mở mắt, bắt đầu dò xét cái này cái gọi là địa giới đệ nhất kinh khủng bí cảnh. A. À. Vẹn vẹn lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cảnh quan, liền để giang giật toàn thân có chút sù lông. Bọn hắn giờ khắc này ở một đỉnh núi phía trên, trên đỉnh núi có một cái ánh sáng dịu dịu che đậy, bảo hộ lấy truyền tống trận, tại khắp nơi xem ra nơi này càng giống là một cái hải đăng, có thể vì lạc đường hải tử chỉ dẫn tìm tới đường về nhà. Bởi vì, bốn phía đen kịt một màu, như đậm đặc mực nước, không có một tia sáng, hắc đến người khác tim đập nhanh, yên tĩnh làm lòng người hoảng. Càng giống là một cái cự thú miệng lớn, có thể đem xâm nhập đi vào người xé thành vỡ nát. Đỉnh núi ngoại trừ Long Thiên Vương bên ngoài chỉ có một người, người này lại cũng là phong vương cấp cường giả, cùng thủ hộ đạo thiên bí tịch thủ hộ giả không sai biệt lắm, xếp bằng ở nơi hẻo lánh bên trên, trên thân không có một tia sinh mệnh khí tức, tựa như một pho tượng đá. Quyền Thiên Vương An vị tại lão giả bên cạnh, nhìn thấy Giang Giật sau khi tỉnh lại, hướng hắn hơi liếc mắt ra hiệu. Giang Giật đã hiểu, đối thủ hộ cái truyền tống trận này lão giả cung kính cúc cúi đầu ba cái, loại này đến bảo vệ lão giả, thường thường thọ nguyên không nhiều, sẽ đạt tới đại nạn ngày. Mà chính bọn hắn lại không cam tâm, sở dĩ đều sẽ tìm kiếm một nơi cô độc tính tu, hay là cô độc chết đi. Giang giật, người tùy thời có thể dùng tiến vào bí cảnh bên trong, ba ngày sau đó người bay trở về nơi này tính người qua cửa ải. Giống như người không có đủ ba ngày, người là vào không được nơi này, coi như người chết tại phụ cận, bản vương cũng sẽ không để ý tới. Quyền thiên vương lạnh lùng truyền âm vang lên, giang giật nhẹ gật đầu, không có lập tức khởi hành, mà là lấy ra một cái hạt châu màu đen, lại từ trong hạt châu lấy ra một cái bản chép tay, đây là kỳ thanh trần cho hắn liên quan tới luyện ngục bí cảnh tư liệu. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lật xem, Long Thiên Vương cũng không thúc giục hắn, dù sao giang giật sớm một chút đi vào cùng chậm một chút đi vào đều như thế, không ngốc đủ ba ngày là không cách nào trở về. Giang giật liếc mấy cái, âm thầm đem bên trong mỗi một chữ nhớ kỹ, nội tâm cũng càng phát trở nên nặng nề. Ngón này chắc hẳn là thiên hàn quân chủ tự mình viết, bút pháp cứng cáp hữu lực, bút đi long xà, bên trong kỹ càng giảng thuật luyện ngục bí cảnh bên trong tình huống căn bản, nguy hiểm, cùng tránh né nguy hiểm bí quyết. Thiên Hàn quân chủ đằng sau một mực chưa từng xuất hiện, Giang giật thời điểm ra đi cũng không có tới tiến hắn. Phần này bản chép tay lại làm cho Giang giật cảm giác được một tia không hiểu ấm áp, cái này đồ vật là cứu mạng bảo vật A. Tinh tế đem mỗi một chữ nhớ kỹ trong lòng, Giang giật ngẩng đầu nhìn một cái đen nhánh khắp nơi, thật sâu ít mấy hơi đứng dậy nói khẽ, Long Thiên Vương, ta đi đi thôi, quyền thiên vương mặc vậy mà khoát tay áo, dừng một lát, vẫn là nói một câu, sống sót. Hắc hắc, Giang giật nhếch miệng cười nói, yên tâm, Long thiên vương, ta loại này gieo hỏa thường thường tương đối giải mệnh, bất quá nếu ta có thể còn sống sót, quay đầu khẳng định sẽ để cho ngươi nhức đầu. Ha ha ha, quyền thiên vương đột nhiên có chút thích Giang giật, cười to mấy tiếng nói, đi thôi, đi thôi, bản vương chờ ngươi trở về gieo hỏa chúng ta. Hiu, Giang giật hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể như lợi kiếm nhất bắn ra, xông vào bên ngoài đen nhánh hoang dã bên trong. Hắn không có một lát dừng lại, dùng tốc độ khủng khiếp hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại Long Thiên Vương trong tầm mắt. Ông, tại giang giật rời đi về sau, như một tôn thạch điêu ngồi xếp bằng thủ hộ giả thế mà mở mắt, hắn đục ngầu con ngươi nhìn thoáng qua giang giật biến mất phương hướng, mở miệng yếu ớt nói, Long không a à, tốt như vậy người kế tục, các ngươi lại dám để hắn đi vào lòng của các ngươi cũng quá hung ác đi. Quyền thiên vương cười khổ một tiếng, cũng không có giải thích cái gì, mà là ngồi xếp bằng nhập định, chậm đợi ba ngày sau đó giang giật trở về, hoặc là chờ hắn vĩnh viễn trầm luân, chương 1530, ma chướng luyện ngục bí cảnh hàng năm đen kịt một màu, bất quá cách mỗi 10 canh giờ, bí cảnh bầu trời sẽ xuất hiện một đạo hồng quang, đem toàn bộ bí cảnh chiếu lên huyết hồng, hồng quang sẽ kéo dài thời gian một nén nhang, cái này thời gian một nén nhang lại là kinh khủng nhất thời khắc. Giang giật vừa rời đi truyền tống trận chỗ đỉnh núi về sau, hắn không có nửa khắc dừng lại, mà là bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Hắn muốn đi một chỗ, một cái thiên hàn quân chủ bản chép tay bên trên đánh dấu qua địa phương, chỉ có đến nơi đó, hắn sống tiếp hy vọng mới có thể vô hạn tăng lớn. Kiếm sát vương, chạy trốn thời gian một nén nhang, trong tay hắn xuất hiện một cái hỏa long kiếm, một đạo màu đỏ lưu quang bay ra kiếm sát vương ngưng hiệt, giang giật lập tức cùng nó hạ mệnh lệnh, để nó mang theo chính mình bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nam bay đi. Bản chép tay bên trên viết rõ ràng, truyền tống trận phụ cận phương viên ức vạn lý, chỉ có một cái an toàn địa phương, liền là phía nam số ngàn vạn dặm bên ngoài một gốc dưới cây thần. Thiên hàn quân chủ biểu thị, giống như giang giật không thể đến thần thụ phía dưới, hắn sống tiếp tỷ lệ nhiều nhất chỉ có một thành, giống như có thể đến dưới cây thần, hắn sống sót tỷ lệ liền có thể đạt tới 6 thành. Đến cùng cái này khỏa thần thụ có chỗ nào thần kỳ? Giang giật không biết, nhưng thiên hàn quân chủ sẽ không hại hắn, hắn lựa chọn tin tưởng thiên hàn quân chủ. Kiếm sát phương xuất hiện, Giang giật một tay bắt lấy nó kia như lưới kiếm cánh tay kiếm sát phương cấp tốc cuồng bay. Giang giật thì nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hồng quang xuất hiện thời khắc là luyện ngục bí cảnh kinh khủng nhất thời khắc, nhưng cũng không đại biểu bình thường luyện ngục bí cảnh liền không có nguy hiểm. Ngược lại nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, mà lại tại bí cảnh bên trong dạo chơi một thời gian càng lâu càng nguy hiểm, chết đi khả năng càng lớn. Bởi vì nơi này có ma chướng, cụ thể cái gì là ma chướng Giang giật cũng không biết bản chép tay bên trên cũng không có nói rõ, phía trên chỉ là giải thích một câu ma chứng có thể lặng yên ảnh hưởng linh hồn của con người, có thể lặng yên để cho người ta phát cuồng, có thể khiến người ta mất lý trí, điên dại, cuối cùng chết đi. Vẹn vẹn ba nén hương thời gian, Giang giật tự cảm nhận được ma chứng tiến đến. Bốn phía là một mảnh hoang dã, âm u đầy tử khí, hắc làm cho người khác kiềm chế, làm người ta khí muộn, ba nén hương sau một đạo trầm muộn thanh âm theo lòng đất truyền đến, thanh âm này tựa hồ có thể trực kích tâm linh của người ta. Giang giật tại thanh âm vang lên về sau, toàn bộ linh hồn đều chấn động, lập tức tim đập tăng tốc, tốc độ máu chảy đột nhiên tăng tốc, toàn thân lỗ chân lông tại thời khắc này đồng thời co rụt lại, cơ bắp căng thẳng. Giang giật không biết thanh âm từ đâu mà đến, là quái vật gì phát ra tới, nhưng giờ khắc này cả người hắn đều cảm giác bị người đâm một đao, hay là bị người nhấn đổ nước bên trong không thể hô hấp. Cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, để cho người ta nội tâm sợ hãi đến cực điểm, nếu là địch linh nhi tại cái này, đoán chừng thanh âm này cùng một chỗ vang lên, sẽ trực tiếp dọa ngất. Hưu, kiếm sát phương cũng không có linh hồn, sở dĩ không bị nửa điểm ảnh hưởng, tiếp tục mang theo giang giật cuồng bay, giang giật qua một hồi lâu mới thở ra hơi, không bằng hắn linh hồn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, càng không có phát cuồng xu thế. Hắn có chút không hiểu trầm tư một trận, hai nén hương qua đi, hắn đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trong tay cái kia hạt châu màu đen quang mang lấp lánh, vô số kiếm sát tộc bị hắn truyền tống ra. Hưu hưu phía dưới đen nhánh hoang dã bên trong, đất đá tầng tầng bạo liệt, từng đạo bóng đen bắn nhanh mà ra, tựa như đến từ minh giới âm hồn, từng đạo băng hàn khí tức âm lãnh trong nháy mắt bao phủ Giang Giật, để toàn thân hắn như rớt vào hầm băng. Giết, Giang Giật quát khẽ một tiếng, hắn truyền tống ra hơn một vạn kiếm sát tộc bay vụt mà xuống, cùng phía dưới bóng đen kịch đấu, mà Giang Giật thì để kiếm sát vương cũng không quay đầu lại mang theo hắn tiếp tục cuồng bay. Phía dưới bóng đen, hắn vừa rồi dùng thần thức dò xét rất tinh tường, đó là một loại thân người mặt thú quái vật, loại quái vật này tứ chi có lợi trảo, toàn thân có vảy màu đen. Đây là luyện ngục bí cảnh bên trong đặc biệt kỳ thú, tên là âm thú. Thiên hàn quân chủ bản chép tay bên trong viết một câu gặp âm thú, tuyệt đối không thể chiến đấu, một khi bị âm thú dây dưa, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ giang giật giò xét đến phía dưới sông ra mấy ngàn âm thú, lập tức thả ra hơn một vạn kiếm sát tộc, để bọn chúng đi chặn đường. Nếu như không có kiếm sát tộc chặn đường, bằng vào kiếm sát phương cùng hắn là trốn không thoát, cái này âm thú tốc độ quá nhanh, cường đại âm thú hẳn là so kiếm sát phương tốc độ chỉ nhanh không chậm. Vù vù, âm thú tốc độ quả nhiên nhanh, có mấy chục con cường đại âm thú hóa thành đạo đạo hắc quang, không để ý đến những cái kia kiếm sát tộc đuổi sát giang giật cùng kiếm sát phương mà đến, kia mấy chục cái âm thú lúc phi hành, từng đạo âm phong đánh tới, để giang giật toàn thân đều run rẩy không thôi, linh hồn đều đang run rẩy, bản năng hoảng sợ. Cũng không phải là giang giật nhát gan, loại này yêu ma quỷ quái hắn gặp nhiều, năm đó hắn chỉ có hơn 10 tuổi liền tiến vào huyền đế cung, tại phong đô thành cùng thi nhân thi thú khai chiến, sở dĩ bề ngoài khủng bố đến đâu buồn nôn quái vật cũng dọa không ngã hắn, sở dĩ để trong lòng hắn sinh ra sợ hãi là những cái kia âm phong, còn có âm thú trên thân tán phát đặc biệt khí tức. Hắn quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy mấy chục tấm mặt mũi hung giữ mặt, còn có hơn 10 đôi con mắt màu xanh kia trong con người lấp lánh ra tả quang lần nữa để linh hồn hắn run rẩy để hắn khẽ động đều không động được hưu âm thú tốc độ sau kiếm sát phương phải nhanh hơn một phần khoảng cách của song phương cấp tốc bị rút ngắn giang giật nhưng vẫn là bị âm thú chấn nhiếp trơ mắt nhìn xem âm thú càng ngày càng gần hô hô âm thú tràn đầy màu xanh răng nhanh miệng rộng bên trong phun ra đạo đạo khí lưu màu xanh này khí lưu rõ ràng có độc âm thú như lợi chảo tứ chi bên trên cũng có khí lưu màu xanh lưu chuyển không biết bị bọn chúng bắt lên một chảo lại có hậu quả gì ông giang giật linh hồn bên trong chữ tiểu truyện ký tự kịp thời lấp lánh mà ra Giang giật bị âm thú chấn nhiếp linh hồn lập tức trả lời thanh tỉnh, hắn nhìn qua gần trong gan tắc, vẻn vẹn cách xa nhau chỉ có trăm trượng âm thú âm thầm kinh hãi, vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nhiều. Ông, trong tay hắn thiên hàn châu lấp lánh mấy trăm kiếm sát tộc gào thét mà đi, đem kia mấy chục cái âm thú trận lại xuống tới, Giang giật thần thức quét tới, muốn nhìn một chút âm thú sức chiến đấu. Kết quả để hắn giật nảy cả mình, thiên hàn quân chủ không có lửa hắn, cái này mấy chục con âm thú lợi chảo quá kinh khủng mỗi lần công kích đều có thể xé rách kiếm sát tộc thân thể, một cái kiếm sát tộc vẻn vẹn bị công kích 5 lần, tự bị bắt thành bột mịn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ông, Giang Giật không dám khinh thường, vội vàng lần nữa thả ra mấy trăm kiếm sát tộc đi chặn đường, tránh cho những này âm thú đuổi theo. Hô hô, thẳng đến kiếm sát phương mang theo hắn bay khỏi hơn 10 dặm, âm thú trên người khí tức khủng bố cũng không còn cách nào bao phủ hắn, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Trên mặt vẫn là lòng còn sợ hãi chi sắc, vừa rồi như chữ tiểu triện ký tự chế xuất hiện, hắn vẫn là bị âm thú khóa nhiếp, hắn không dưới mệnh lệnh kiếm sát phương căn bản sẽ không tự động hộ chủ, chờ âm thú tới gần ở trên người hắn hung hăng bắt lên mấy chảo, thân thể của hắn liền sẽ cùng kiếm sát tộc đồng dạng, bị phá tan thành từng mảnh. Đông, trong lòng đất đột nhiên vang lên một đạo trầm muộn thanh âm, giang giật trong ngực lại tựa như bị đâm một đao, linh hồn hắn run rẩy không ngừng, ma chướng lại tới. Mà liền tại giờ phút này, phía trước mặt đất tầng tầng bạo liệt, từng mảnh từng mảnh hắc quang gào thét mà lên, rất không trùng hợp, phía dưới vừa vặn có âm thú. Ta có thể chống qua ba ngày, Giang giật nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít âm thú, linh hồn bên trong còn tại vang vọng vừa rồi cái kia đạo trầm muộn thanh âm. Hắn không hiểu có một loại minh ngộ, thiên hàn quân chủ nói không sai, giống như hắn không thể đến viên kia dưới cây thần, hắn một ngày đều nhịn không được. chương 1531, thần thụ, ong ong ong. Giang giật điên cuồng khống chế thiên hàn châu đem từng bầy kiếm sát tộc phóng ra, hắn lần này đi kiếm sát bí cảnh mang ra kiếm sát tộc cũng không nhiều, chỉ có ngàn vạn. Thiên Hàn Châu là đỉnh cấp không gian thần khí, nhưng cũng chỉ có thể giả nhiều như vậy kiếm sát tộc. Ngàn vạn có lẽ nhìn rất nhiều, nhưng Giang Giật thông qua cùng kiếm sát phương cảm ứng, phát hiện trước đó thả ra hơn một vạn kiếm sát tộc đã toàn bộ bị rào sát, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, hắn muốn ở bên trong ngốc bao lâu nếu như vậy rông dài, đoán chừng không cần một ngày, hắn cũng chỉ có thể cùng kiếm sát phương cùng một chỗ liều mạng chỉ là giờ phút này có thể có biện pháp nào trái tim của hắn đang không ngừng co quắp linh hồn bên trong truyền đến một loại cực kỳ không thoải mái phi thường kiềm chế khó chịu dị thường cảm giác hắn sợ mình bị âm thú tới gần một khi bị âm khí bao phủ đến lúc đó ngón tay đều không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị giết hắn thoáng cái thả ra mấy vạn kiếm sát tộc lần này nhẹ nhõm đem phía dưới mấy ngàn âm thú toàn bộ chặn lại giang giật cũng bị kiếm sát phương mang theo nhanh chóng bay khỏi mà đi vừa mới qua đi bao lâu a à ta thật có thể còn sống đi đến viên kia thần thụ bên cạnh coi như đến thần thụ bên cạnh ta có thể chống nổi ba ngày bên trên giới tam thiên hạ giới thế nhưng là ba trăm trời ạ tiếp cận một năm a ngàn vạn kiếm sát tộc vẻn vẹn ngắn như vậy thời gian tự tiêu hao mấy vạn chờ toàn bộ kiếm sát tộc tiêu hao hết ta lấy cái gì đi ngăn cản âm thú luyện ngục bí cảnh có lẽ chính là ta giang giật mai cốt chi địa mẫu thân hài nhi sợ là không cách nào dập đầu cho ngươi tiểu nô thật xin lỗi thiếu gia vô dụng hy vọng người có thể quên ta. Giang giật trong đầu từng cái suy nghĩ hiển hiện, sắc mặt hắn đều là uể oải vẻ cô đơn, tựa hồ tiến vào luyện ngục bí cảnh sau tao ngộ, để hắn cảm giác được sinh cơ xa vời, có loại muốn từ bỏ cảm giác. Không đúng, Giang giật trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn không phải dễ dàng như vậy uể oải người, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng buông thang người, một chút xíu thất bại nho nhỏ thế mà để hắn sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ. Ma chướng, giang giật rét cam cam phun ra hai chữ ma chướng quả nhiên bắt đầu lặng yên ảnh hưởng linh hồn của hắn thiên hàn quân chủ không có nói sai luyện ngục bí cảnh bên trong tồn tại khủng bố nhất liền là ma chướng thành lũy thường thường là từ bên trong công phá mạnh hơn võ giả giống như nội tâm không đủ cường đại như đưa đám sợ hãi từ bỏ như vậy cường giả này sức chiến đấu tuyệt đối không phát huy ra ba thành cũng dễ dàng sụp đổ kinh khủng giang giật xem như triệt để lính giáo cái này ma chướng lợi hại nội tâm của hắn kiên định như sắt, một lần lại một lần nói với mình, hắn có thể sống sót, hắn sẽ không bỏ rơi. Nhắc tới nhiều, linh hồn bên trong lại có tiềm thức, cũng tỉ như một cái mất ngủ người, không ngừng nội tâm mặc niệm ta buồn ngủ quá, ta rất muốn đi ngủ, chậm rãi hắn liền sẽ không có cảm giác ngủ say đi qua. Đây là cho mình linh hồn lưu lại một chút hạt giống, những này hạt giống thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Tiếp tục tiến lên, cách mỗi khai số vạn lý khoảng cách, giang giật liền sẽ tao ngộ âm thú, cái này luyện ngục bí cảnh bên trong âm thú tựa hồ vô cùng vô tận, khắp nơi đều có thể tao ngộ. Qua 4 năm cái canh giờ, Giang giật tao ngộ mấy trăm đợt âm thú về sau, đối với những này âm thú thực lực cũng có một chút hiểu rõ. Âm thú chia làm hai loại, một loại là cấp thấp âm thú, một loại là cao cấp âm thú. Hai loại âm thú hình thể không sai biệt lắm, bề ngoài cũng kém không nhiều, khác biệt duy nhất ở chỗ cao cấp âm thú con ngươi là màu xanh đen, cấp thấp âm thú con ngươi là thảo màu xanh cấp thấp âm thú tốc độ cùng lực công kích hẳn là nhưng so sánh phổ thông diệt ma chiến thần, còn như lực phòng ngự giang giật thì không biết, bởi vì hắn không có mắt thấy qua âm thú cùng kiếm sát tộc khai chiến. Mỗi lần tao ngộ hắn hội bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Cao cấp âm thú thì phi thường khủng bố, tốc độ so kiếm sát phương nhanh hơn một phần, lợi chảo dị thường sắc bén, giang giật cực phẩm thần khí đoán chừng ngăn không được mấy chảo. Còn kiếm sát phương cùng cao cấp âm thú đối đầu, ai thắng ai thua cái này khó mà nói, Giang giật một mực để kiếm sát vương mang theo, sở dĩ kiếm sát vương cũng không có cơ hội xuất thủ. Thiên hàn quân chủ bản chép tay bên trên viết rõ ràng, tao ngộ âm thú không phải dây dưa, nếu không hẳn phải chết. Giang giật giờ phút này cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn một mực không có cùng âm thú dây dưa, mỗi lần tao ngộ âm thú sau lập tức phóng thích kiếm sát tộc đi chặn đường, mấy canh giờ đi qua, hắn tiêu hao kiếm sát tộc đã đạt đến 450 vạn. Giờ phút này, hắn có chút không rõ chính là cái này bí cảnh bên trong âm thú nhiều như vậy, thiên hàn quân chủ để hắn đi tìm viên kia thần thụ, có ý nghĩa gì? Coi như hắn tìm được thần thụ lại như thế nào chẳng lẽ hắn bỏ lên trên thần thụ âm thú tự không công kích giống như hắn đến thần thụ phụ cận, âm thú đồng dạng liên tục không ngừng công kích, hắn lấy cái gì đi ngăn cản? Giang giật không nghĩ ra, hắn chỉ có trước đến thần thụ phụ cận đang nói. Đông, loại kia quỷ dị thanh âm lần nữa theo lòng đất truyền đến, giang giật nội tâm siết chặt, sắc mặt lại trở nên yếu ớt vô cùng, trên trán mồ hôi dày đặc, toàn thân cơ bắp căng cứng, có chút rung động. Bất quá tay của hắn một mực bắt lấy kiếm sát phương, kiếm sát phương cũng một mực tại chấp hành mệnh lệnh của hắn, mang theo hắn hướng phía nam phi hành. Chốc lát sau, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra, lại là một mảnh huyết hồng, trong thân thể của hắn chuyển đến vô tận sát khí, toàn thân hắn kịch liệt rung động, tựa hồ tại kiềm chế tình cảm của mình, thẳng đến linh hồn trong thức hải chữ tiểu truyện ký tự hiển hiện về sau, ánh mắt của hắn mới dần dần khôi phục thanh minh. Hô hô hô, hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thật dài phun ra mấy hơi thở ma chướng là càng ngày càng lợi hại vừa mới qua đi mấy canh giờ vừa rồi hắn kém chút tự chịu không được phát cuồng bạo tẩu cái này bí cảnh bên trong khắp nơi đều là âm thú một khi phát cuồng bạo tẩu kết cục có thể nghĩ bay đã lâu như vậy thần thụ cũng không xa a à, không thể từ bỏ nhất định muốn sống sót ta phải sống sót giang giật nội tâm không ngừng thì thào tiếp tục cho mình linh hồn trôn xuống hạt giống nội tâm của hắn cũng có vẻ chờ mong theo coi như nhiều nhất gần nửa canh giờ nên có thể đến thần thụ phụ cận không biết cây này có gì chỗ thần kỳ ông vào thời khắc này bầu trời đột ngột xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ rất nhanh điểm sáng biến thành một đầu tia sáng cuối cùng biến thành từng sợi hồng quang vẩy xuống toàn bộ luyện ngục bí cảnh đen nhánh hoang dã bị hồng quang bao phủ phản xạ ra một loại yêu diễm lãnh quang tại cái này hồng quang xuất hiện một khắc này từng đạo âm phong nổi lên kêu khóc không dứt tựa hồ đang triệu hoán minh giới đại quân hồng quang đến rồi giang giật nội tâm hơi hồi hộp một chút bản chép tay bên trên tỏ rõ cách mỗi người canh giờ hồng quang hội bao phủ toàn bộ luyện ngục bí cảnh hồng quang tiếp tục thời gian một nén nhang cái này thời gian một nén nhang liền là kinh khủng nhất thời khắc ong 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 giang giật không có chút gì do dự trước tiên liên tục không ngừng đem kiếm sát tộc tung ra ngoài một hơi liền thả dòng giã mấy chục vạn kiếm sát tộc đem hắn đoàn đoàn bao vây mà lại hắn còn không có ý dừng lại nguy hiểm còn chưa tới lâm nhưng hắn không hiểu có loại cảm giác giống như hắn không toàn lực xuất thủ, hắn tuyệt đối chịu không nổi cái này thời gian một nén nhang. Tiểu mãnh liệt ra, hắn bạo giống một tiếng, đem thôn thiên thú cũng phóng ra, đồng thời trong tay hắn một cái cổ cầm xuất hiện, thân thể bên ngoài cực phẩm chiến giáp hiển hiện, hỏa long kiếm quang mang lấp lánh, kiếm sát phương ngừng lại, nhìn chằm chằm. Giang giật võ trang đầy đủ, chỉ vì sống qua cái này thời gian một nén nhang. chương 1532, thần âm lập công. Phanh, phanh 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 phanh, nương theo lấy trận trận âm phong, phía dưới mặt đất nổ tung ra từng đạo lỗ hồng từng cái âm thú liên tục không ngừng bắn ra liếc nhìn lại hồng quang bao phủ đại địa bên trên toàn bộ đều là âm thú đoán chừng ít nhất bay vụt ra mấy vạn con mà lại không chỉ là giang giật phía dưới phụ cận thần thức có thể dò xét phạm vi ngàn dặm mỗi một chỗ mặt đất đều có âm thú xông ra toàn bộ luyện ngục bí cảnh biến thành âm thú nhạc viên âm thú như kiến tộc lít nha lít nhít chiếm cứ sở hữu không gian ô ô vô số âm thú phát ra từng tiếng quái khiếu tị khẩu lỗ mũi bên trong khí lưu màu xanh thế mà biến thành màu đỏ, khí lưu màu đỏ từ trong miệng hút vào, cuối cùng lại từ trong lỗ mũi thở ra, hình thành một cái tuần hoàn. Rất rõ ràng những này âm thú đều có thể hấp thu hồng quang, cái này hồng quang hẳn là đặc thù nào đó năng lượng, có thể làm cho âm thú trở nên cường đại. Tiềm ẩn thuật, giang giật tại âm thú bắn ra thời điểm, trước tiên thả ra tiềm ẩn thuật. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, vô số âm thú vẫn như cũ nổ bắn ra mà đến, giang giật chỉ có thể rời khỏi tiềm ẩn trạng thái, thân thể ở giữa không trung an tỏa, đem cổ cầm gác ở chính mình trên hai chân, hai tay khẽ vuốt dây đàn, một tay đột nhiên kéo động cái thứ ba dây đàn. Con, một đạo thanh thúy tiếng đàn vang lên, bốn phía nổ bắn ra mà đến âm thú tốc độ thế mà đồng thời trì trệ, giang giật đôi mắt lập tức phát sáng lên. Âm thú là thú, có linh hồn, mà lại hẳn là còn có một tia linh trí, thần âm thiên kỹ có thể ảnh hưởng bọn chúng. Chanh chanh, bang bang, giang giật nhanh chóng kích thích dây đàn, tiếng đàn giống như thủy chiều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hắn căn bản không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, bởi vì kiếm sát tộc đều là không có linh hồn tồn tại, sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Đại mãnh liệt, người tiếng đàn này thật cổ quái, ta không chịu nổi. Đứng tại giang giật trên bờ vai thôn thiên thú lại không chịu nổi, mắt nhỏ bên trong đều là vẻ thống khổ, sau đó không đợi giang giật đáp lời, trực tiếp chui vào hắn cắm ở trên lưng hỏa long kiếm bên trong bên trên hỏa linh châu bên trong, giang giật không có thời gian đi phản ứng thôn thiên thú tiếp tục đàn tấu cổ cầm để từ phía tám mới bay tới từng mảnh từng mảnh đen nghịt âm thú tốc độ trở nên chậm chạp bọn chúng trong đôi mắt quang mang cũng lóe lên lóe lên sắc mặt có chút thống khổ bang bang keng keng khoanh tròn giang giật hôm nay đàn tấu bài hát không có nửa điểm yêu mỹ cảm giác thậm chí nghe cực kỳ chói tai khó chịu căn bản không có làn điệu có thể nói đối phó âm thú không cần cái gì làn điệu bọn chúng đoán chừng cũng không có quá nhiều cảm xúc chỉ cần dùng cường đại sóng âm kích thích linh hồn của bọn chúng, để bọn chúng tốc độ cùng sức chiến đấu hạ xuống là đủ. Kiếm sát phương, để bọn chúng động thủ, giang giật bạo giống một tiếng, hạ lệnh để kiếm sát phương khống chế kiếm sát tộc xuất động, kiếm sát phương khống chế bốn phía mấy chục vạn kiếm sát tộc đồng thời phát động công kích, mấy chục vạn kiếm sát tộc bay vụt mà ra, thành một cái hình tròn đứng thẳng, sở hữu kiếm sát tộc đồng thời không người phía sau 10 cái cốt thư hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. hóa giang giật thần thức quét một lần sắc mặt đại biến âm thú công kích rất biến thái tốc độ cũng thay đổi trạng thái lực phòng ngự cũng thay đổi trạng thái vô cùng kiếm sát tộc đầy trời cốt thứ bắn xuyên qua thế mà đều không thể xuyên thủng chỉ là đả thương một chút cấp thấp âm thú bắn tại cao cấp âm thú bên trên cốt thứ thức thì bị bắn ngược ra đi thế giới này một mực là rất công bằng tỉ như nhân loại có được cực cao linh trí nhưng xuất thân lúc nhục thể cùng linh hồn đều vô cùng nhỏ yếu tỉ như rất nhiều hỗn độn thú hoặc là phòng ngự nghịch thiên hoặc là lực công kích hung tàn, hoặc là linh hồn cường đại, nhưng có rất ít toàn năng hình hỗn độn thú. Âm thú móng vuốt quá sắc bén, tốc độ lại nhanh như vậy, theo lý thuyết lực phòng ngự chắc chắn sẽ không quá mạnh, lại không nghĩ rằng như thế kinh khủng. Những cái kia cao cấp âm thú càng là nhưng so sánh từng cái người mặc cực phẩm thần khí phong vương cấp cường giả. Đương nhiên, có thể so sánh phong vương cấp cường giả chỉ là tốc độ của bọn nó cùng lực công kích, lực phòng ngự, chân chính chiến lực cùng phong vương cấp khẳng định tranh lệch rất xa chỉ ít bọn chúng công kích đơn nhất, chỉ có thể bằng vào lợi trảo, bọn chúng sẽ không thần thông bí thuật, cũng không có quá cao linh trí. Làm sao bây giờ, phía dưới âm thú không ngừng tới gần, sẽ cùng kiếm sát tộc tao ngộ, nơi xa đếm không hết âm thú cũng liên tục không ngừng vào tới, một khi tới gần nơi này mấy chục vạn kiếm sát tộc sẽ rất nhanh liền bị toàn bộ xé nát. Cao cấp âm thú rất rất nhiều, ít nhất có mấy trăm, bằng vào kiếm sát phương có thể đỡ nổi một khi tới gần hắn, hắn chỉ có trở lấy bị xé nát. Liều mạng, Giang giật nảy sinh ác độc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, trong miệng cuồng phún một ngụm máu tươi, hai tay động kinh kích thích dây đàn, tiếng đàn đột nhiên chấn động, thanh âm to rõ mấy phần, đồng thời cũng biến thành càng kịch liệt hơn nhanh cùng cuồng bạo. Những cái kia đến gần âm thú tốc độ suy giảm, so ban đầu tốc độ ít nhất chậm không chỉ gấp 10 lần. Xuất kích, Giang giật bạo giống một tiếng, kiếm sát phương động, mấy chục vạn kiếm sát tộc bên trong có hơn phân nửa cũng động, chỉ để lại 10 vạn đem Giang giật vây quanh sở hữu kiếm sát tộc hóa thành đạo đạo hồng quang hướng âm thú phóng đi rất nhanh liền giao phong cùng một chỗ bắt đầu thảm liệt chém giết giang giật tiếng đàn càng ngày càng gấp rút càng ngày càng cuồng bạo phụ cận âm thú tốc độ cùng tốc độ phản ứng yếu đi rất nhiều mặc dù bọn chúng có móng vuốt sắc bén có thể đơn giản xé rách kiếm sát tộc nhưng chúng nó tốc độ bị áp chế quá lợi hại kiếm sát tộc nhưng không có bị ảnh hưởng chút nào này lên kia xuống âm thú bị vô số trường kiếm bổ chúng mặc dù một kiếm không có khả năng đánh chết nhưng cũng bị chém ra đạo đạo vết máu hung hăng đập bay ra ngoài kiếm sát phương mạnh hơn nó cùng sở hữu kiếm sát tộc đều không có linh hồn nhưng là trời sinh chiến sĩ bản năng hiểu được chiến đấu giang giật truyền lại một cái mệnh lệnh cho nó để nó khống chế kiếm sát tộc công kích còn lại sự tình cũng không cần giang giật quan tâm kiếm sát phương cùng kiếm sát tộc từng người tự chiến bản năng cùng âm thú bắt đầu chém giết kiếm sát phương như hai thanh cự kiếm hai tay mỗi lần vung vẩy đều có thể trong nháy mắt bổ ra mấy trăm kiếm Cao cấp âm thú lực phòng ngự rất khủng bố, nhưng kiếm sát phương kiếm cũng không phải phổ thông kiếm. Coi như công kích cao cấp âm thú, đồng dạng có thể làm cho bọn chúng thụ thương. Mà lại công kích của nó quá nhanh, mấy trăm lần liên tục công kích một chỗ, coi như thần binh cũng muốn đứt gãy. Phanh phanh phanh, kiếm sát phương mỗi lần xuất thủ đều có thành tích, chỉ cần bị nó bổ trúng âm thú, hoặc là đầu vỡ vụn, hoặc là thân thể bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là từ đó bổ ra một phân thành hai. Đương nhiên nếu như không có giam giật tiếng đàn áp chế, kiếm sát phương tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản, mà lại thân thể của nó nếu là bị cao cấp âm thú công kích, có thể hay không bạo liệt, ai cũng không biết. Mặc dù như thế, bị hủy diệt kiếm sát tộc, số lượng cũng vô cùng khả quan. Âm thú tới nhiều lắm, không cần đi số, ít nhất vào tới hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn âm thú và mấy chục vạn kiếm sát tộc trồng chất cùng một chỗ, âm thú tùy ý công kích đều có thể đánh chúng kiếm sát tộc, kiếm sát tộc lại không có linh hồn, sẽ không bài binh bố trận, không hiểu hợp kích chiến thuật, càng sẽ không đi nghĩ cách cứu viện còn lại kiếm sát tộc. Vẹn vẹn trăm hơi thở thời gian, bị phá hủy kiếm sát tộc đạt đến 10 vạn, số lượng này theo thời gian trôi qua đang không ngừng gia tăng. Trái lại âm thú bên kia, tử vong số lượng lại không đến kiếm sát tộc 1 phần 3, bất quá thụ thương số lượng vẫn là khả quan. Ô ô, nơi xa còn có vô tận âm thú liên tục không ngừng vọt tới, tình thế càng phát nghiêm trọng. Chương 1533, Thần Huy. Phốc Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, Giang Giật cũng có chút hoa mắt váng đầu cảm giác, điên cuồng đàn tấu, để tinh thần lực của hắn cao tốc tiêu hao, rất nhiều lần hắn đều muốn ngừng xuống tới, nhưng một khi dừng lại kiếm sát tộc liền sẽ bị từng mảnh từng mảnh rào sát, kiếm sát phương nói không chừng cũng sẽ bị hủy diệt, sở dĩ hắn chỉ có liều mạng tiếp tục đàn tấu, điên cuồng đàn tấu. Kiếm sát tộc bị phá hủy đến càng ngày càng nhiều, thời gian một nén nhang còn chưa tới, kia mấy chục vạn kiếm sát tộc tổ bị phá hủy hơn phân nửa, Giang giật chỉ có đem bên người 10 vạn kiếm sát tộc toàn bộ phái ra ngoài, chỉ để lại một ngàn thủ hộ hắn. Rốt cục, thời gian một nén nhang đến, bầu trời hồng quang thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, khắp nơi trở nên đen kịt một màu. Ngay tại hồng quang biến mất về sau, tất cả âm thú giờ khắc này đều biến suy yếu vô cùng, rất nhiều âm thú nhanh chóng bay vụt hạ mặt đất, tiến vào lòng đất biến mất không thấy. Những cái kia thụ thương âm thú cũng lập tức bỏ trốn, chui vào lòng đất. Phốc, Giang giật cuồng phún một ngụm máu, thân thể ngã xuống cổ cầm phía trên, tinh thần lực của hắn tiêu hao quá nhiều, lúc nào cũng có thể ngất đi. Bất quá giờ này khắc này sao có thể mê man giang giật cắn răng khống chế kiếm sát phương trở về, sau đó khống chế còn lại hơn 10 vạn kiếm sát tộc bay trở về thu nhập thiên hàn châu bên trong. Hắn mở ra tròng mắt mơ mộng bốn phía nhìn lướt qua, nhìn thấy khắp nơi đều có âm thú thi thể, đầy khắp núi đồi đều là bị xé nước kiếm sát tộc, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ mấy chục vạn kiếm sát tộc A, à, thế mà tại thời gian một nén nhang bên trong tựu bị phá hủy. Hồng quang bao phủ luyện ngục bí cảnh lúc quả nhiên là thời khắc nguy hiểm nhất, nếu như không có kiếm sát tộc, hoặc là đàn của hắn âm thanh không thể chấn áp âm thú, giờ phút này hắn đã sớm biến thành thịt nát. Cách mỗi 10 canh giờ liền sẽ có một lần hồng quang xuất hiện, mỗi lần hồng quang xuất hiện, âm thú hội bạo động. Hạ giới một ngày là 12 canh giờ, hắn muốn ở chỗ này ngốc đủ hạ giới 300 thiên, nói một cách khác hắn cần trải qua hơn 300 lần âm thú bạo động. Một lần bạo động bị hủy diệt mấy chục vạn kiếm sát tộc, thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc đã không đủ 900 vạn, có thể ngăn cản âm thú bao nhiêu lần bạo động, 10 lần 20 lần vẫn là 30 lần. Kiếm sát phương mang theo giang giật nhanh chóng hướng phía nam bay đi, giang giật nhắm mắt lại điều tức, khôi phục tinh thần lực, nội tâm lại là càng phát nặng nề. Hắn chỉ có trông cậy vào viên kia thần thụ, giống như thần thụ không có tác dụng quá lớn, hắn cũng không cần các loại chờ âm thú đến công kích, chính mình tìm hố chôn được rồi. Nhà rột còn gặp mưa, vừa mới không có bay bao lâu, lòng đất lại truyền tới một đạo tiếng vang nặng nề, giang giật linh hồn tựa như gặp xét đánh, tổn thương càng thêm tổn thương, nếu không phải gắt gao nắm lấy kiếm sát phương, thân thể của hắn có thể đều sẽ theo giữa không trung bên trên đập xuống xuống dưới. So với linh hồn bên trong truyền đến như tê liệt thống khổ, ma chướng uy hiếp lớn hơn mấy phần, giang giật nội tâm vốn là có chút tiêu trầm, lần này ảnh hưởng lớn hơn, để trong lòng hắn hoàn toàn tĩnh mịch toàn thân đều tản mát ra một cỗ chán trường âm u đầy tử khí khí tức kiếm sát phương như một tôn băng lãnh khôi lỗi trầm mặc mang theo hắn phi hành mặc dù kiếm sát phương thoạt nhìn như là một người nhưng là một cái khôi lỗi nó sẽ không để ý giang giật cảm xúc sẽ không cùng giang giật nói chuyện phiếm càng sẽ không giúp giang giật đi ra thung lũng sở dĩ coi như vừa rồi bên người có vài chục vạn kiếm sát tộc nhưng giang giật cảm giác vẫn là một người tại chiến đấu vô cùng cô độc vô cùng kiềm chế, bản năng thấp thỏm lo âu, lo được lo mất. Hắn một mực tại não hải trôn xuống hạt giống rốt cuộc tạo nên tác dụng, một lát sau hắn đôi mắt dần dần khôi phục thần thái. Nhiều năm như vậy kinh lịch mưa gió, để tâm tính của hắn so người bình thường cường đại, địch linh nhi cùng kỳ thanh trần tâm tính tự tuyệt đối không có hắn cường đại. Hắn miễn cưỡng chân tác tinh thần, tiếp tục nhắc tới, trôn xuống hạt giống hắn thấy cái này luyện ngục bí cảnh kinh khủng nhất cũng không phải là hồng quang xuất hiện kia thời gian một nén nhang mà là ma trướng thứ này có thể khiến người ta không chiến mà khuất có thể khiến người ta tinh thần uể oải có thể khiến người ta trực tiếp sụp đổ một đường tiếp tục phi hành cũng rất nhanh lại bắt đầu xuất hiện âm thú giang giật thả ra kiếm sát tộc cuốn lấy để kiếm sát phương mang theo chính mình nhanh chóng thoát đi tại sau gần nửa canh giờ giang giật rốt cuộc tìm được viên kia thần thụ đây quả nhiên là một khắc thần thụ Cây này quá dễ tìm, bởi vì cây này quá tốt đẹp đại, tại một mảnh minh mông vô bờ trên cánh đồng hoang, cây này lẳng lặng đứng sừng sững, tựa như là một tòa thánh linh sơn vĩ ngạn, mà lại cây này thân cây nhánh cây bên trong có nhàn nhà thần quang lưu truyền, tại trong hư không tăm tối cảm giác là dễ thấy như vậy, giang giật còn tại ngoài trăm dặm liền có thể xa xa nhìn thấy thân cây bên trong lưu truyền nhàn nhà thần huy. Đây tuyệt đối là giang giật đời này thấy qua lớn nhất cao nhất cây, cây này hẳn là có mấy ngàn trượng cao, nó nhánh cây dọc theo bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi, bất qua cái này thần thụ gần như không có lá cây, liếc nhìn lại trụi lùi, phía trên linh đinh mang theo vài miếng đồng dạng thần quang lưu chuyển lá cây. Thần thụ thân cây đường kính ít nhất có trăm trượng đại, phía dưới là trụi lùi một đoạn thân cây, bên ngoài có lão chứu vỏ cây, còn có chút rêu xanh, cũng không biết cây này tồn tại bao nhiêu năm thời gian, chứng kiến bao nhiêu trôi qua tuế nguyệt. A, à, tại giang giật tiến vào nhánh cây bao phủ khu vực về sau, lập tức phát hiện khác biệt, ở phía trên nhánh cây bên trong yếu ớt thần quang bao phủ hắn lúc, hắn không hiểu trong cảm giác tâm ấm áp, tựa như trời đông giá rét trong đêm tới gần một cái lò, tinh thần hắn chấn động, trước đó chán trường tinh thần xa sút trong nháy mắt biến mất trống không. Cái này thần thụ có thể khắc chế ma chướng, hắn để kiếm sát phương ngừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn qua đỉnh đầu thần quang lưu chuyển thần thụ, tựa như nhìn xem chính mình mối tình đầu tình nhân. Luyện ngục bí cảnh bên trong kinh khủng nhất liền là ma chướng, cái này thần thụ có thể khắc chế ma chướng, để hắn sống tiếp tỷ lệ đúng là lớn tăng lên nhiều. Thiên địa chi đại, không thiếu cái lạ, giống như không phải lại tới đây, giống như không phải tại dưới cây này, cho dù có người cùng giang giật kể rõ nơi này thần kỳ, hắn khẳng định cũng sẽ khịt mũi coi thường. Khó trách thiên hàn quân chủ đối với thần thụ cũng không có giải thích quá nhiều, thứ này căn bản là không có cách giải thích, chỉ có đứng dưới tàng cây bị thần quang bao phủ mới có thể cảm giác được loại này thần kỳ ý cảnh. Đi, bị thần quang bao phủ một lát, giang giật cảm giác hùng tâm vạn trường, cũng không cần kiếm sát phương đeo thân thể hướng phía trước mới bay bắn đi thân cây bên kia lưu chuyển thần quang càng tăng lên ngồi tại thân cây bên cạnh khẳng định hội an toàn hơn một chút a à, bay ngàn trượng, giang giật thân thể đột nhiên rơi xuống phía dưới trên mặt hắn cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc bởi vì càng đến gần thân cây thế mà trọng lực kịch liệt tăng lên hắn bay thấp xuống mặt đất từng bước một hướng phía trước đi đến kiếm sát phương đồng dạng bị trọng lực ảnh hưởng tới tốc độ phi hành trở nên chậm giang giật dứt khoát để nó xuống tới đi theo chính mình từng bước một đi đến. Càng đến gần thần thụ, trọng lực càng khủng bố hơn, vẫn là gấp bội gia tăng. Vẹn vẹn đi 10 dặm, khoảng cách thần thụ còn có 5 dặm khoảng cách, giang giật thế mà đi đường đều có chút phí sức, nơi này trọng lực đã là phía ngoài gấp mấy vạn. Đi, giang giật cắn răng bướng bỉnh lấy xương, tiếp tục tiến lên, cây này cổ quái như vậy, nói rõ một vấn đề càng đến gần nó thân cây, khẳng định hội càng an toàn, sở dĩ coi như bỏ hắn đều muốn bỏ bất động mới thôi. Một nén nhang về sau, Giang giật hoàn toàn chính xác bắt đầu bò lên, khoảng cách thần thụ thân cây còn có trong vòng 3-4 dặm, trọng lực đã đạt đến mấy chục vạn lần, tự liền kiếm sát phương đi đường tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm, Giang giật tại tiếp tục đi về phía trước hơn một dặm lộ trình về sau, bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại. Cũng không phải là hắn bỏ bất động, nặng như thế lực hắn sợ kiếm sát tộc phóng suốt căn bản không động được, đến lúc đó âm thú công kích, kiếm sát tộc làm sao chống cự. Chương 1534 thảm liệt, hô hô, giang giật cuối cùng tại thần thụ thân cây hai dặm bên ngoài ngừng lại hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng từng ngụm từng ngụm thở thân eo muốn đứng thẳng đều khó khăn thở dốc một trận hắn không dám khinh thường trong tay thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh đem vô số kiếm sát tộc phóng ra không ra giang giật ngoài ý liệu kiếm sát tộc tốc độ di động quả nhiên chậm rất nhiều lần không bằng hắn tin tưởng âm thú vào đây tốc độ khẳng định hội chậm hơn cũng không tồn tại chiến lược trượt tại dưới cây thần âm thú sẽ không theo lòng đất toát ra a à giang giật lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái chỗ xuống màu đen bùn đất bốn phía cũng không có âm thú chui ra ngoài địa động tại phụ cận ngược lại là có thể nhìn thấy một chút âm thú hài cốt hẳn là trước kia sông luyện ngục bí cảnh cường giả đánh giết hắn cũng mặc kệ dù sao hắn liền eo đều không thẳng lên được giống như âm thú thật theo hắn phía dưới chui ra hắn chỉ có thể nhận mệnh thả ra trăm vạn kiếm sát tộc đem bốn phương tám hướng đều vây lại giang giật lúc này mới nội tâm đại định tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu cảm ứng viên này thần thụ A, à, một cảm ứng giang giật hổ khu chấn động. Hắn phát hiện dưới cây thần thiên địa linh khí nồng nặc đáng sợ, càng hợp so nguyên thủy bí cảnh bên trong. Bốn phương tám hướng linh khí đều tại chiều thần thụ thân cây dũng mãnh lao tới, mới có thể dẫn đến nơi này thiên địa linh khí dị thường nồng đậm. Của ta ai ra? Giống như dựa vào thần thụ ngồi, bên kia thiên địa linh khí sẽ có bao nhiêu nồng đậm? Giang giật mở to mắt, gian nan quay đầu nhìn qua nơi xa kia như một tòa núi nhỏ thân cây, nhìn qua bên trong mơ hồ đang lưu chuyển thần quang âm thầm ngạc nhiên cây này không sẽ trở thành yêu a à thế mà có thể điên cuồng như vậy hấp thu thiên địa linh khí. Giang giật nhớ tới thiên tinh giới bên trong tử thần mật hải, bên trong bị huyền đế bố trí xuống một cái đại trận, dẫn đến thiên địa linh khí dị thường nồng đậm. Cuối cùng rất nhiều cây đều thành yêu, cái này khỏa thần thụ đoán chừng tại cái này tồn tại ít nhất vạn năm đi còn điên cuồng như vậy hấp thu thiên địa linh khí, không thành yêu tài quái. Nghĩ tới đây, hắn cái ót có chút xù lông, nghĩ đến đột nhiên một cái nhánh cây từ phía sau giò xét tới, thoáng cái đem hắn cho cuốn lấy sau đó hút thành thịt khô hắn không nhịn được có chút không rét mà run mặc kệ hắn xoay đầu lại không để ý tới sách này tại luyện ngục bí cảnh tồn tại nhiều năm như vậy nếu quả như thật thành tinh đừng nói hắn đoán chừng thiên hàn quân chủ cũng không là đối thủ đã thiên hàn quân chủ bọn người trước đó đều tới qua nơi này cũng không có xảy ra chuyện cái kia hẳn là không có vấn đề hắn tiếp tục nhắm mắt cảm ứng bất quá cảm ứng một hồi lâu ngoại trừ phát hiện nơi này thiên địa linh khí nồng đậm trọng lực kinh khủng bên ngoài cũng không có chỗ kỳ lạ. Thời gian từ từ trôi qua, lại đi qua một nén nhang về sau, mặt đất một đạo trầm muộn thanh âm đúng hẹn mà đến. Giang giật trong ngược lại bị người đâm một đao, mà tại thời khắc này trên mặt của hắn nhưng không có nửa điểm thống khổ, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cái này thần thụ quả nhiên có thể khắc chế ma chướng, trong đầu của ta lại không có nửa điểm tâm tình tiêu cực. Giang giật thì thào một tiếng, đối với sống tiếp hy vọng vô hạn tăng lên mà lại qua lâu như vậy thế mà không có âm thú xuất hiện điều này nói rõ cái gì nói rõ lòng đất này là không thể nào toát ra âm thú hắn ngồi ở chỗ này vô cùng an toàn trừ phi hồng quang lại xuất hiện một canh giờ trôi qua về sau dưới mặt đất quả nhiên không có toát ra một cái âm thú chỉ là cách mỗi ba nén hương thời gian dưới mặt đất lại có một ngạt thanh âm nổ vang giang giật phi thường xác định trừ phi hồng quang lại xuất hiện lúc cái này dưới cây thần sẽ không xuất hiện một cái âm thú tại thần thụ hạ ma chướng ảnh hưởng quá yếu quá yếu bằng vào giang giật cường đại tâm tính, cùng chữ tiểu truyện ký tự hoàn toàn có thể sống qua. Vấn đề duy nhất liền là hắn muốn thế nào bằng vào kiếm sát tộc, ngăn trở hồng quang sau khi xuất hiện âm thú tập kích. Người đến dưới cây thần, sống tiếp tỷ lệ liền có thể đạt tới 6 thành. Nhớ tới thiên hàn quân chủ bản chép tay lên ngữ, giang giật đôi mắt quang mang lấp lánh, có cây này tại hắn sống tiếp khả năng có thể lớn đại tăng lên. Bất qua 6 thành tỷ lệ thiên hàn quân chủ thật đúng là xem trọng hắn, 3 ngày thời gian, hắn muốn sống qua hơn 300 lần âm thú bạo động, hắn điểm ấy kiếm sát tộc có thể chịu nổi bao nhiêu đợt tập kích. Mặc kệ, trước tu luyện, nơi này thiên địa linh khí như thế nồng đậm, không tu luyện thật là đáng tiếc. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên tu luyện thiên lực, mặt khác bắt đầu nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Thực lực của hắn mỗi lần đề cao một phần, sống tiếp tỷ lệ sẽ càng kỳ trà cao hơn phân. Đông, đông, ở chỗ này tu luyện, thật là phi thường chán ghét, cách mỗi ba nén hương thời gian giang giật liền sẽ bị lòng đất truyền đến một ngạt âm thanh cắt ngang loại cảm giác này tựa như trong lúc ngủ mơ bị kinh lôi nổ tỉnh khó chịu cũng may thanh âm vang lên về vang lên ma trứng cũng không có quá lớn ảnh hưởng giang giật chỉ có thể cố nén buồn luôn tiếp tục tu luyện một bên tiếp tục cảm ngộ thần âm thiên kỹ mười canh giờ trôi qua rất nhanh bầu trời đen nhánh xuất hiện một điểm sáng điểm sáng biến thành tia sáng yêu diễm hồng quang bao phủ toàn bộ luyện ngục bí cảnh cho mảnh này âm u đầy tử khí đại lục phủ thêm một tầng quỷ dị cái khăn che mặt. Phanh phanh phanh, không có nửa điểm ngoài ý muốn, thần thụ bên ngoài khu vực mặt đất tầng tầng nổ tung, vô số âm thú tựa như lòng đất minh tộc nổ bắn ra mà ra, từng đạo làm người ta dùng mình tiếng gào thét, tiếng quái khiếu vang lên, phá vỡ khắp nơi yên tĩnh. Ngồi tại một viên to lớn dưới cây thần giang giật, tại thời khắc này con người đột nhiên mở ra, nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, ám đạo không ổn. Bởi vì Tại hồng quang xuất hiện trong nháy mắt đó, trên đại thụ lưu quang thế mà ảm đạm đi khá nhiều, trên người hắn áp lực cũng yếu đi gấp đôi, nơi xa âm thú giống như thủy triều làm ra, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, không biết có bao nhiêu. Ông, trong tay hắn một phương cổ cầm xuất hiện, không kịp hướng thần thụ tới gần, trước tiên đàn tấu, áp chế âm thú. Giống như không áp chế âm thú kiếm sát tộc hội từng mảnh từng mảnh bị phá hủy, chờ toàn bộ kiếm sát tộc hủy diệt, hắn chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Tranh tranh, cuồng bạo tiếng đàn vang lên, đem âm thú tiếng quái khiếu, tiếng gào thét áp chế xuống, những cái kia cuồng bạo âm thú bọn họ tốc độ đại giảm, giang giật không có hạ lệnh để kiếm sát tộc động thủ, mà là chờ đợi âm thú tới gần. Âm thú khoảng cách càng gần, tiếng đàn ảnh hưởng hội càng lớn, bị áp chế đến càng lợi hại, dạng này càng tốt đánh giết. Kiếm sát phương xuất động, tại âm thú khoảng cách phụ cận kiếm sát tộc ngàn trượng lúc, giang giật bạo hống. Kiếm sát phương như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng ra phía ngoài phóng đi, lít nha lít nhít như từng cái lãnh huyết chiến sĩ kiếm sát tộc toàn bộ điều động, chỉ để lại một ngàn thủ hộ giang giật. Rất tốt, giang giật phát hiện một vấn đề, âm thú công kích phương hướng là thành hình quạt, phía sau hắn không có một cái âm thú tới gần. Điều này nói rõ âm thú không cách nào vượt qua thần thụ đến công kích, cứ như vậy hắn tiếp nhận áp lực hội yếu bớt rất nhiều, bị phá hủy kiếm sát tộc cũng sẽ giảm bớt. Mặc dù như thế, tình hình chiến đấu vẫn là vô cùng thảm liệt, một nén nhang sau giang giật ngã xuống cổ cầm bên trên, hồng quang yếu đi âm thú giống như thủy triều rút đi, trên thần thụ lưu chuyển dạng rỡ thần quang lần nữa sáng lên mấy phần, mà lao ra sáu bảy mươi vạn âm thú, chỉ trở về không đến một nửa. Có thần thụ che chở, kiếm sát tộc tổn thất giảm bớt. Nhưng lần này âm thú bạo động, giang giật cũng tổn thất gần 40 vạn kiếm sát tộc. Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc còn lại còn có 850 vạn, nói cách khác các loại chờ 20 lần hồng quang thoáng hiện âm thú bạo động về sau, hắn đem không có một cái nào kiếm sát tộc có thể dùng, chỉ có chính mình mình trần ra trận. chương 1535, thần âm lên, thần thụ động. Đen nhánh hoang nguyên, một viên thương thiên đại thụ tản mát ra dạng rỡ thần quang. Đại thụ mặt phía bắc một mảnh hỗn độn, có vô số bị hủy diệt kiếm sát tộc, còn có đếm không hết âm thú thi thể, dòng máu màu xanh giải đầy đại địa, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập hư không, làm người ta buồn nôn. Tàn thi cùng thần thụ ở giữa, mấy chục vạn kiếm sát tộc như đá điêu sừng sững, không có một tia sinh mệnh khí tức, tĩnh lặng làm cho người khác tâm sợ. Kiếm sát tộc ở giữa một cái bạch bào thanh niên xếp bằng ngồi dưới đất, ôm một cái cổ cầm, trên đàn đều là tiên huyết, thanh niên nửa người trên nằm ở cổ cầm bên trên, sắc mặt trắng bạch, khóe miệng còn có tiên huyết tràn ra. Như thế hình tượng, cực kỳ quỷ dị, nếu có ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định hội toàn thân xù lông. Thanh niên bạch y tóc đỏ, bạch y bên trên rất nhiều nơi đều có vết máu, nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt hắn nhắm lại, không nhúc nhích, tựa hồ mất đi. Đông Chốc lát sau, một đạo trầm muộn thanh âm theo lòng đất chuyển đến, thanh niên toàn thân kịch liệt co rúm, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, nhưng con mắt vẫn là không có mở ra, chỉ là khóe miệng tràn ra tiên huyết càng nhiều mấy phần. Một hồi lâu sau, Giang giật rốt cục mở mắt, hắn trong con người không có quá nhiều thần thái, nhưng cũng không có vẻ uể oải, có chỉ là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Tình huống đã phi thường sáng suốt, tại dưới cây thần, hắn sống sót tỷ lệ vô hạn tăng lên, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Giống như hắn không nghĩ biện pháp, 20 lần hồng quang thoáng hiện về sau, toàn bộ kiếm sát tộc đều muốn bị hủy đi, kiếm sát phương không biết có thể hay không bị phá hủy, coi như kiếm sát phương có thể tồn lưu lại, bằng vào hắn cùng kiếm sát phương đồng dạng chỉ có một con đường chết.